đây là một ngọc giản địa đồ chân ngôn môn là từ bên trong pháp khí chữ vật của tên tu sĩ kim tiên thiên đình hắn vốn chỉ ôm suy nghĩ vạn nhất mới kiểm tra một chút những pháp khí chữ vật của tu sĩ thiên đình không nghĩ tới lại tìm được một phần địa đồ thật là niềm vui ngoài ý muốn đoán chừng là tên kim tiên thiên đình kia muốn thừa dịp thiên đình xâm lấn vơ vét kiếm trác một chút mới thông qua đường tắt nào đó vẽ ra một phần địa đồ hôm nay lại vừa vặn tiện nghi cho hàn lập thân hình hắn dừng phi đột rơi vào một chỗ trên ngọn núi Thần thức chui vào bên trong ngọc giản, cẩn thận xem xét địa đồ trong đó. Có lẽ miếng địa đồ này chế tác trong lúc vội vàng nên có chút đơn sơ, chỉ đánh dấu địa hình và khu vực chủ yếu của Chân Ngôn môn. Căn cứ trên địa đồ, năm đó tông môn Chân Ngôn môn chiếm diện tích cực lớn, hơn xa trúc long đạo, chủ yếu chia làm năm khu vực: Thủy Diễn, Chân Ngôn, Lưu Hỏa, Thổ Thần, Mộc Hoàng, diện tích mỗi khu vực cực lớn, gấp mấy lần tông môn Trúc Long đạo. Ngũ đại khu vực, lấy Chân Ngôn vực ở giữa, còn lại tứ đại khu vực phân đà chia ra ở đông tây nam bắc. Thì ra là thế, lúc trước ta đến thủy diễn cung, hẳn là bên trong thủy diễn vực, hiện tại chắc là chân ngôn vực. Hàn lập xem hết thảy, tự lẩm bẩm, hắn thu hồi ngọc giản, thân hình bay vụt lên giữa không trung, nhìn lại chung quanh. Hư không nơi đây cũng có một màn sương mù mỏng màu trắng, nhưng mỏng manh hơn nhiều so với thủy diễn vực lúc trước, tầm mắt cửu u ma đồng cũng tăng lên nhiều. Phía dưới là một dãy núi, địa hình cũng không có gì kỳ lạ, mà địa đồ ngọc giản này lại quá mức đơn sơ, hắn cũng vô pháp phán đoán hiện tại đang ở chỗ nào của chân ngôn vực. Hàn Lập cũng không để ý, tiếp tục bay tới phía trước. Biết đại khái phân bố khu vực đã rất tốt rồi, tối thiểu cũng không phải xông loạn khắp nơi như kẻ mù, mà trên ngọc giản này có đánh dấu một ít vị trí trọng yếu trong năm khu vực lớn, chỉ cần có thể xác định đại khái phương vị, rồi cứ đi theo, sẽ tìm được một ít trọng địa chân ngôn môn. Trong nháy mắt lại trôi qua 7-8 ngày, một đạo thanh quang từ đằng xa bay vụt đến, rơi vào phía trên một ngọn núi. Thanh quang lóe lên, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Những ngày qua, hắn một đường tìm kiếm, lại có chút thu hoạch. Căn cứ tình huống dò xét vừa qua, hắn càng vững tin mình đang ở tại một mảnh vỡ nào đó trên chân ngôn vực, chỉ tiếc vẫn không gặp phải địa phương được đánh dấu trên bản đồ, như cũ vô pháp xác định đang ở nơi nào của chân ngôn vực. Giờ phút này trên mặt Hàn Lập ẩn hiện vẻ mệt mỏi, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, khoanh chân điều tức một lát, rất nhanh lại lập tức tiến lên bay về phía trước một lát, thân sắc hắn hơi đổi, thân hình trách về hướng bên cạnh một chút. Hư không phía trước có một vết nứt không gian dài mười mấy trượng, tản mát ra lớp lớp u quang. Hàn lập cẩn thận vòng qua vết nứt không gian này, lúc này lại tiếp tục đi tới. Lúc trước bản thân vô ý bị vết nứt không gian thôn vệ vào, suýt nữa mất mạng, cho nên bây giờ hắn càng thêm cẩn thận. Đi không được bao lâu, phía trước lại xuất hiện thêm một khe hở không gian, càng có lớp lớp dao động không gian từ phía trước truyền đến. Chẳng lẽ, đuôi lông mày hàn lập khẽ động thân hình cẩn thận phi độn về phía trước rất nhanh rơi xuống một chỗ vách núi đến nơi đây phiến đại lục này đạt tới điểm cuối cùng đằng sau vách núi rõ ràng là một mảnh hư không mênh mông trong đó hiện ra vô số vết nứt không gian to to nhỏ nhỏ u quang chấp động phảng phất từng cái miệng lớn đáng sợ có thể thôn vệ hết thảy trong hư không phía xa thình lình có một tầng màn sáng óng ánh to lớn liền trời tiếp đất chính là không gian bích trướng hắn gặp phải trước đó mà bên ngoài không gian bích trướng có vô số hư không loạn lưu đang nhanh chóng càn quét. Hàn lập nhìn về hư không phía trước, nhưng không có để ý tới những vết nứt không gian trước mắt này hay không gian bích trướng kia, mà nhìn về phía chỗ sâu trong hư không. Trong chỗ sâu hư không loạn lưu có thể nhìn thấy một màn sáng óng ánh, lại là một không gian bích trướng khác. Mà đằng sau bích trướng kia lại có một phiến đen, tựa hồ là một khối đại lục khác. Mặc dù cách hư không loạn lưu cùng không gian bích trướng, vẫn có thể cảm giác được từng tia dao động thời gian pháp tác từ mảnh đại lục đó truyền tới. Hàn lập nhìn về hư không loạn lưu cuồn cuộn phía trước, mặt lộ vẻ do dự. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn trở nên kiên định, tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Hào quang kim lam lóe lên, bên cạnh hắn nhiều ra một lá cờ màu vàng cùng một tiểu thuẫn màu xanh, chính là hai kiện tiên khí thời gian đạt được lúc trước. Những ngày qua Hàn lập không ngừng luyện hóa, đã tế luyện hai kiện tiên khí được bảy tám phần. Trong miệng hắn lẩm bẩm, mặt ngoài tiểu thuẫn màu xanh đại phóng lam quang, từ phía trên dâng lên từng đường như gợn nước, bảo vệ toàn thân hắn lá cờ màu vàng cũng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, phồng lớn lên đến mấy lần. Vô số điểm sáng màu vàng óng từ bên trong lá cờ phun ra ngoài, nhanh chóng chuyển động vây quanh thân thể hắn, hình thành một đường tinh hà màu vàng chảy u u, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Hàn lập nhìn hai kiện tiên khí quanh người, gật gật đầu, thân hình bắn ra, trực tiếp bay vào trong hư không phía trước. Hư không nơi đây cực không ổn định, lơ lửng từng vết nứt không gian, tản mát ra trận trận u quang. Vết nứt không gian nơi đây trống rỗng, ở giữa có những khe hở hư không loạn lưu cứ thế lăn lộn du tẩu nhưng cũng không ổn định rung động không thôi hắn vận chuyển cửu u ma đồng tới cực hạn cẩn thận bay qua giữa từng đạo khe hở này phía trước mặc dù vết nứt không gian dày đặc ngẫu nhiên còn có một ít khe hở du động cũng không làm khó được hàn lập thân hình hắn thoáng như một sợi khói xanh rất nhanh liền xuyên qua từng vết nứt không gian phía trước đến gần không gian bích trướng chém cánh tay hắn nhấc lên kết kiếm quyết bắn ra một thanh kiếm quang xanh mờ từ đầu ngón tay hàn lập bắn ra, lóe lên liền chém vào trên không gian bích trướng. Phanh một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm màu xanh lập tức vỡ vụn, hóa thành một chuôi phi kiếm màu xanh, bắn ngược về. Không gian bích trướng chỉ hơi run lên, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, lật tay thu hồi phi kiếm, bỗng nhiên đưa tay điểm một chỉ. Trên người hắn đại phóng kim quang, có 36 sợi kim sắc tinh ti nổi lên, sau đó hội tụ đến ngón tay hắn. Một đạo chỉ ảnh màu vàng mơ hồ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh tới không gian bích trướng. Đạo chỉ ảnh này cô động từ 36 sợi thời gian pháp tắc tinh thi, xen lẫn từng đạo thời gian pháp tắc chi lực trong đó, kiệt lực bắt trước thần thông chỉ ảnh màu vàng kia, bất quá giữa cả hai vẫn còn tranh lệch cực lớn. Hàn lập thi triển đạo chỉ ảnh này phi thường mơ hồ, trong đó vận chuyển thời gian tinh thi, còn có thời gian pháp tắc vẫn còn trăm ngàn thiếu sót, bắt trước không đến một thành. Mặc dù như thế, đạo chỉ ảnh mơ hồ này tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén hơn xa một kiếm vừa mới chém kia phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến phảng phất ngón tay đâm xuyên một trang giấy vậy không gian bích chướng bị xuyên thủng ra một cái động lớn đúng vậy gọi là kinh thiên chỉ đi nét mặt hàn lập lộ vẻ vui mừng buông cánh tay xuống vừa mới nói xong thân hình hắn nhoáng một cái hóa thành một đạo thanh quang từ bên trong động lớn kia bắn ra đi vào bên trong hư không loạn lưu Ầm ầm, một cỗ gió lốc màu xám to lớn từ bên cạnh cuốn tới, hung hăng xung kích lên thân Hàn Lập, lập tức cuốn thân thể hắn bay ra ngoài. Hàn Lập đã sớm chuẩn bị, tế ra hai kiện tiên khí hộ thể, cũng không có trở ngại. Hắn khẽ quát một tiếng, tinh hà màu vàng quanh người bỗng nhiên phóng lớn, ầm ầm lao nhanh, thoáng chốc đánh tan cỗ gió lốc màu xám kia. Lá cờ màu vàng này lại là một kiện tiên khí vừa công vừa thủ hiếm thấy. Hàn Lập đánh tan gió lốc màu xám, không dừng lại chút nào lập tức bay đến khối đại lục phía xa. Từng trận cuồng phong gào thét, thanh âm gió lốc lao nhanh từ bốn phía không ngừng truyền đến, từng đạo gió lốc, khí lạnh, thậm chí hỏa diễm, nước lũ từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, trong đó còn xen lẫn một vòng xoáy không gian hoặc một kẽ nứt không gian, phô thiên cái địa mà tới. Hư không loạn lưu ở đây, so với hư không loạn lưu hắn gặp lúc trước, uy lực lớn hơn không ít. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn tiến vào di tích chân ngôn môn này, Trước sau ba lần tiến vào hư không loạn lưu, uy lực hư không loạn lưu lại càng ngày càng lớn. Trong lòng hắn suy nghĩ liên tục, động tác trên tay lại không chậm chút nào, toàn lực thôi động tinh hà màu vàng quanh người, ngăn trở từng đạo hư không loạn lưu, toàn lực tiến lên. Hư không loạn lưu thực ra cũng không nguy hiểm lắm, tinh hà màu vàng có thể đủ ngăn trở, nhưng trong hư không loạn lưu lại có những vết nứt không gian uy lực cực kỳ to lớn, trong đó ẩn chứa không gian chi lực cường đại, phảng phất từng chuôi đao không gian, mỗi lần chém vào trong tinh hà màu vàng tinh hà màu vàng cũng rất khó đánh tan được, Hàn Lập chỉ có thể thi pháp miễn cưỡng đẩy ra, tốc độ đi tới cực kỳ chậm chạp. Cũng may khoảng cách giữa hai khối đại lục không xa, hắn ra sức tiến lên, rất nhanh đã đi được nửa lộ trình. Vào thời khắc này, một đợt thanh âm ô ô truyền đến, giống như cự long gầm thét. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy một không gian phong bạo màu trắng lớn chừng trăm dặm vắt ngang tùy tiện xé mở hư không loạn lưu chung quanh, gào thét lao nhanh đến. Cỗ không gian phong bạo này so với hư không loạn lưu lần trước hắn tiến vào càng thêm lợi hại, trong gió lốc tràn ngập từng đạo bạch sắc quang nhận, mỗi một đạo quang nhận đều tràn ngập không gian chi lực cuồng bạo, xoắn nát hết thảy những nơi nó đi qua. Tốc độ không gian phong bạo cực nhanh, trong nháy mắt đã mãnh liệt tới, cuốn hắn vào trong. Chương 673, người quen. Thân ở trong không gian phong bạo, cả người Hàn Lập Phảng phất như lọt vào biển lớn mênh mông, bốn phía đều là dòng nước chảy xiết mãnh liệt, căn bản không thể tự điều khiển bản thân hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân đại phóng kim quang, trong nháy mắt mở ra linh vực thời gian. Bị tầng kim quang này bao phủ, không gian phong bạo mãnh liệt phụ cận lập tức trì trệ, chậm chạp hơn rất nhiều, khiến hắn thoáng thở ra một hơi. Bất quá những bạch sắc quang nhận kia lại không chậm bao nhiêu, vẫn như cúc phô thiên cái địa chém xuống. Hàn lập hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh như bánh xe. Kim sắc lệnh kỳ quanh người hắn lại đại thịnh quang mang, lóe lên dung nhập vào trong thời gian linh vực kim sắc tinh hà chung quanh giống như ăn thuốc đại bổ, theo một tiếng vang trầm đục, bỗng nhiên biến lớn gấp 10 lần, ngôi sao màu vàng trong đó cũng thay đổi rất nhiều, to lớn vô cùng vọt về phía trước. Tiểu thuẫn màu lam cũng tỏa sáng hào quang, phồng lớn gấp mấy lần, phía trên chấp động lam mang, hiện ra một hư ảnh sông lớn uốn lượn. Những bạch sắc quang nhận kia vừa tiến vào kim sắc tinh hà, nhao nhao không tự chủ được bị cuốn đi, bay chạy qua người hàn lập. Bất qua số lượng những bạch sắc quang nhận kia rất nhiều, vẫn như cũng ngẫu nhiên có một hai đạo đột phá kim sắc tinh hà đánh tới, nhưng lại bị hắn dùng tiểu thuẫn màu lam ngăn lại. Nói đến tiểu thuẫn màu lam này, lại thần diệu vô biên, bạch sắc quang nhận chảm lên trên, lực lượng bén nhọn cường đại lập tức vặn vẹo uốn lượn trượt sang bên cạnh. Trải qua mấy đợt, cố uy lực này liền yếu đi rất nhiều, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng buông lỏng, toàn thân đại phóng kim quang, tiếp tục phóng tới phía trước. Thời gian dành cho hắn cũng không nhiều, dù sao toàn lực thi triển linh vực cùng hai kiện tiên khí thời gian sẽ tiêu hao rất nhiều, dù là hắn cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Hàn Lập thấy hoa mắt, rốt cuộc xông ra cỗ không gian phong bạo này, đi ra bên ngoài. Nhưng chờ hắn thấy rõ tình huống chung quanh, cả người chợt sững sờ. Chỉ thấy khắp chung quanh là một mảnh hư không loạn lưu cuồng loạn, hai khối đại lục phía trước và sau đều biến mất vô tung, không nhìn thấy một chút bóng dáng. Hắn khẽ giật mình, lập tức hiểu ra, vừa rồi bị cỗ không gian phong bạo này cuốn đi hiện tại không biết bị đưa tới nơi nào hỏng bét sắc mặt hàn lập cứng đờ trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi hư không loạn lưu này nguy hiểm vô cùng giờ phút này tiên linh lực trong cơ thể hắn đã không còn nhiều nếu tìm không thấy chỗ an toàn chỉ sợ sẽ táng thân nơi đây đang cân nhắc hàn lập lấy ra một viên đan dược ăn vào lại lật tay cầm ra hai khối trung phẩm tiên nguyên thạch nắm trong tay hấp thu tiên linh lực trong đó nhìn bốn phía, kiệt lực nhớ lại vị trí hai khối đại lục kia. Nhưng hắn mới ở chỗ không gian phong bạo kia như bèo trôi trong nước chảy, căn bản không phân biệt được phương hướng, làm sao còn nhớ rõ hai khối đại lục trước ở chỗ nào. Hàn lập suy nghĩ một chút, sau đó bay về một hướng. Hắn cũng không thu hồi thời gian linh vực cùng hai kiện tiên khí kia, mặc dù đồng thời thôi động ba loại thần thông này, hao tổn tiên linh lực rất lớn, nhưng lại giúp hắn tiến nhanh trong hư không loạn lưu này. Hiện tại điều trọng yếu nhất là mau chóng tìm tới chỗ an toàn, Cuối cùng vận khí hàn lập cũng không quá tệ, bay được một lát phía trước liền xuất hiện một khối đại lục. Sắc mặt hắn vui mừng, vội vàng bay vụt tới, đồng thời thôi động tiên linh lực còn thừa trong cơ thể, điểm ra một chỉ. Một đạo chỉ ảnh màu vàng nổi lên, điểm lên không gian bích trướng. Phanh một tiếng, không gian bích trướng bị đánh ra một cái động lớn. Thân hình hàn lập nhoáng một cái, từ bên trong cái động lớn bắn ra như điện, áp lực cuồng bạo chung quanh lập tức biến mất. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, phất tay thu hồi thời gian linh vực cùng hai kiện tiên khí, lại hô hấp sâu mấy lần, lúc này khí sắc mới dần dần dễ nhìn hơn một chút. Hắn ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt là một dãy núi liên miên bất tận, linh khí có chút nồng đậm, nhìn qua cũng không bị cuộc chiến ảnh hưởng đến. Hư không nơi đây cũng bị sương mù màu trắng che khuất tầm nhìn, mặc dù thần thức vẫn như cũ không thi triển được, nhưng cửu u ma đồng của hắn lại có thể nhìn thấy rất xa. Hàn lập thấy thế, thân hình bay lên xuống mấy cái, né qua mấy đạo vết nứt không gian phụ cận, bay xuống phía dưới, rất nhanh rơi trên mặt đất. Xác định bốn phía không có gì dị thường, hắn tìm một chỗ thanh tịnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập mở hai mắt ra, phân biệt một chút phương hướng, liền bay vụt về một hướng. Trong khi phi đột, hai mắt và thần thức Hàn Lập cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đánh giá hết thảy chung quanh. Dãy núi nơi đây một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, các nơi trên dãy núi đều là một mảnh xanh ngắt, Cỏ cây thảm thực vật san sát, trong đó không thiếu linh thảo, tràn đầy sinh cơ dị thường. Những linh thảo này tự nhiên bị hắn không chút khách khí thu vào trong túi. Ngay lúc Hàn Lập xuyên thẳng qua một chỗ trong thung lũng, thân sắc chợt khẽ động, quay đầu nhìn về một hướng, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nơi xa phương hướng kia, linh khí ba động kịch liệt, quang mang trùng thiên kỳ lạ, rõ ràng là có người đánh nhau chết sống ở đó. Hơn nữa nhìn tình hình này, tu vi song phương cũng không thấp. Chiến đấu ở đó tự nhiên là tu sĩ tiến vào di tích chân ngôn môn tầm bảo rồi tâm tính của hàn lập lúc này đã khác rất nhiều so với lúc mới vừa tiến vào di tích hắn chỉ muốn yên tĩnh tầm bảo không muốn bị cuốn vào trong tranh đấu vô vị hắn đang muốn xoay người rời đi ánh mắt chợt ngưng lại trong ba động linh khí kịch liệt nơi kia hiện ra một đạo xích mang trùng thiên hóa thành một phiến hỏa diễm màu đỏ cuồn cuộn không thôi khí thức ba động của phiến hỏa diễm đỏ thẫm này phát tán ra hàn lập cũng không xa lạ gì hắn thở dài, trên thân chấp động u quang, trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo u ảnh mơ hồ, phi độn về hướng đó. Lấy tốc độ bay của Hàn Lập, rất nhanh liền đến nơi tranh đấu, chỉ thấy phía trước linh quang cuồng thiểm, thanh âm luân phiên nổ vang như kinh lôi bạo liệt, hai đạo nhân ảnh tranh đấu kịch liệt cùng nhau. Một người trong đó trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh cự kiếm hỏa diễm đỏ thấm, bên hông dắt một cổ kính kim sắc, chính là nhiệt hỏa tiên tôn. Người còn lại là một nam tử cao gầy mặc thanh bào, là người năm đó xuất hiện tại tụ côn thành cùng với công thâu thiên, chính là giám sát tiên sứ cao gầy hình như họ vương. Là bọn hắn, Hàn Lập cũng không lập tức hiện thân, mà ẩn trốn ở phụ cận. Giờ phút này hai người chém giết kịch liệt, tu vi nam tử cao gầy hơn xa nhiệt hỏa tiên tôn, lúc này đang chiếm thượng phong tuyệt đối. Không chung trên đỉnh đầu gã lơ lửng một vòng hư ảnh viên nguyệt to lớn màu xanh, tản mát ra từng vòng hào quang màu xanh mờ mờ, không biết là thần thông gì. Mặt ngoài viên nguyệt màu xanh chấp động thanh quang không thôi, mỗi lần lóe lên hóa thành hàng trăm chùm sáng màu xanh phun ra, đánh tới nhiệt hỏa tiên tôn. Hỏa diễm cự kiếm trên đỉnh đầu nhiệt hỏa tiên tôn nhanh chóng chuyển động quay tròn, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh đỏ thẫm đón đỡ những chùm sáng màu xanh kia. Lúc này lão đã đổi sang một bộ trường bào vàng ròng, phía trên thêu các loại đồ án thánh cầm hỏa diễm như chu tước, phượng hoàng, tất phương, nhìn cũng là một kiện tiên khí, không ngừng phun ra ngoài một cỗ liệt diễm màu đỏ, đón đỡ những chùm sáng màu xanh kia. Những chùm sáng màu xanh này nhìn như bình thường, nhưng uy lực lại cực mạnh, đơn giản đánh xuyên qua hỏa diếm kiếm khí do nhiệt hỏa phát ra, đánh xuống nhiệt hỏa tiên tôn như mưa. may mắn nhiệt hỏa tiên tôn có kim sắc cổ kính trong tay, tản mát ra đạo đạo quang sóng kim sắc, những chùm sáng màu xanh vượt tiến vào phạm vi sóng ánh sáng, tốc độ lập tức đại giảm. chỉ là số lượng những chùm sáng màu xanh thực sự quá nhiều, nhiệt hỏa tiên tôn tránh trái tránh phải, mới miễn cưỡng tránh né được. hỏa sĩ tử, lòng kiên nhẫn ta có hạn, giao địa đồ ra đây, ta có thể thả ngươi đi nếu cứ tiếp tục ngoan cố chống cự đừng trách ta vô tình lúc đó sẽ tìm trên thi thể của ngươi nam tử cao gầy trầm giọng quát hàn lập ở nơi xa nghe lời này ánh mắt lóe lên dị sắc hắc hắc thiên đình tặc tử muốn giết ta xem ngươi có khả năng đó hay không nhiệt hỏa tiên tôn bị bức không ngừng lùi lại trên thân đã có không ít vết thương nhưng vẫn cứng miệng ngươi đã khăng khăng muốn chết vậy ta liền thành toàn cho ngươi trong mắt nam tử cao gầy lóe lên một đạo sát ý băng lãnh một tay nắm vào trong hư không một cái. Viên nguyệt màu xanh trên đỉnh đầu gã quay tròn điên cuồng một hồi, trong nháy mắt biến lớn lên, đột nhiên nổ ầm vang một tiếng, phun ra trùng sáng màu xanh lớn hơn trước rất nhiều, đánh xuống nhiệt hỏa tiên tôn. Khẩu khí nhiệt hỏa tiên tôn dù cứng rắn, mắt thấy cảnh này, da mặt bỗng nhiên nhăn một cái, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong cổ kính bên hông. Kim sắc cổ kính bỗng nhiên từ bên hông bắn ra, phun ra đạo đạo kim quang giống như hỏa diễm, phồng lớn lên mấy lần, nháy mắt liền ngăn trước người nhiệt hỏa tiên tôn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cổ kính này vừa bay lên, vô số thanh quang ẩm vang tới, đánh vào trên mặt kính. Cổ kính phát ra quang sóng kim sắc mặc dù có hiệu quả trì trệ, nhưng lần này thanh quang bay vụt đến nhanh như điện, tốc độ hơn xa vừa rồi, cho nên hiệu quả không lớn. Keng keng chen liên tiếp âm thanh vang lên, kim sắc cổ kính điên cuồng rung động không thôi, tản mát ra kim quang càng kịch liệt, giống như hỏa diễm trong cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Nhưng kính này vẫn ương ngạnh như cũng ngăn trước người nhiệt hỏa tiên tôn, không lùi nửa bước, kim quang chung quanh điên cuồng rung động không thôi, vẫn căng cứng không tiêu tan. Nam tử cao gầy thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía kim sắc của kính trong mắt lóe lên một tia tham lam, trong miệng hừ lạnh một tiếng, tay áo phất lên. Toàn thân gã đại phóng thanh quang, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một lĩnh vực màu xanh to khoảng 10 dặm. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến cư không phụ cận viên nguyệt màu xanh ba động một chỗ, hào quang xanh lục trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt bao viên nguyệt lại. Viên nguyệt màu xanh lập tức ảm đạm, mặt ngoài tản mát ra thanh quang nhanh chóng phiêu tán, ẩn ẩn hiện ra bản thể, là một kiện tiên khí viên ngọc châu xanh mờ. Cùng lúc đó, sau lưng nam tử cao gầy lóe lên kim quang, một thanh khóa lớn kim sắc trống rỗng xuất hiện, như thiểm điện bắn đến người gã. Kẻ nào, sắc mặt nam tử cao gầy đột biến, đột nhiên thân hình quay tít một vòng, há miệng phun ra một mâm tròn ngân sắc chỉ nghe khen một tiếng vang thật lớn, mâm tròn ngăn trở khóa lớn kim sắc kia lại. Ngân mang trùng thiên từ trên mâm tròn kim sắc tán phát ra, cả hai đối kháng cân bằng nhau tại một chỗ. Hai tay gã vung vẩy, trong một tay áo chấp động thanh quang, bay ra một kiện tiên khí thẻ tre màu xanh, quang mang chấp động huyễn hóa thành một màn sáng màu xanh hình dáng thẻ tre, bảo vệ toàn thân gã. Một tay khác từ trong tay áo thỏ ra, nắm vào hư không hướng ngọc châu màu xanh bị hào quang xanh biết bao lại. Vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên không viên nguyệt màu xanh ba động cùng một chỗ, một cái cự thủ màu xanh to như ngọn núi phá không chui ra, hung hăng chộp vào hào quang xanh biếc. Phanh một tiếng, hào quang xanh biếc vỡ vụn, hiện ra một cái hồ lô xanh biếc, chuyển động xoay tròn. Vô số lục sắc phù văn chung quanh hồ lô hiển hiện, tản mát ra ba động pháp tác vô cùng to lớn, dẫn tới hư không phụ cận rung động ông ông. Tiên thiên linh bảo, nam tử cao gầy lộ vẻ đại hỷ, trong tay biến đổi pháp quyết phía trên bàn tay lớn màu xanh ba động cùng một chỗ, hiện ra một phù văn màu xanh to lớn, hung hăng chụp xuống phía dưới, nắm trong tay hồ lô xanh biếc. Hồ lô xanh biếc lập tức rung động ầm ầm không thôi, tựa hồ muốn liều mạng tránh thoát giam cầm của bàn tay lớn màu xanh, nhưng bàn này tựa như tinh cương đúc thành, một mực bóp chặt, căn bản không cách nào động đậy mảy may. Chương 674, lo lắng, cái hồ lô này hẳn là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ở một bên nhìn thấy hồ lô xanh biếc, lại nao nao, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ánh mắt nam tử cao gầy nhanh chóng quét qua chung quanh, đồng thời hai tay mạnh mẽ thúc pháp quyết. Năm ngón tay của cửa thủ màu xanh to như ngọn núi bỗng nhiên dùng lực, phù văn phía trên theo đó sáng lên, một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại từ đó bộc phát ra. Chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang, lục quang hộ thể xung quanh hồ lô xanh biếc bị bóp nát. Hồ lô xanh biếc phát ra một tiếng gào thét, rốt cuộc không còn rung động dẫy dụa nữa. Trong mắt nam tử cao gầy lóe lên vẻ vui mừng, vẫy tay một cái, cụ thủ màu xanh nắm lấy hồ lô xanh biết không còn động đậy bay vụt về ngay lúc đại thủ cách nam tử cao gầy bất quá mấy trượng hư không phía sau nam tử ba động một bóng người vô thanh vô tức hiện ra chính là hàn lập hắn vừa mới hiện thân không nói hai lời hai tay vung lên ầm ầm hai tiếng nổ mạnh hai đạo thanh mang rời tay sau đó đón gió điên cuồng lớn lên trong nháy mắt hóa thành hai thanh kiếm lớn màu xanh chém xuống đỉnh đầu nam tử cao gầy một cái ánh kiếm màu xanh lóa mắt từ trên kiếm lớn màu xanh bộc phát ra thanh thế cuồn cuộn khổng lồ, phảng phất muốn bổ cả bầu trời ra. Sắc mặt nam tử cao gầy như thường, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, tựa hồ sớm đã đoán Hàn Lập sẽ xuất hiện, một tay bấm niệm pháp quyết. Viên ngọc châu màu xanh trên đỉnh đầu gã thoát khỏi hồ lô xanh biếc, sau đó phát ra hào quang, lần nữa khôi phục sáng tỏ, theo gã bấm niệm pháp quyết, ngọc châu tách ra vô số đạo thanh quang, sau đó cuồn cuộn ngưng lại, hóa thành hai đạo tinh quang màu xanh to cỡ thùng nước, bổ vào hai thanh kiếm lớn màu xanh phanh phanh hai tiếng nổ vang rung trời chuyển đến hư không phụ cận cũng run lên bần bật hai thanh kiếm lớn màu xanh thu nhỏ gần nửa màu xanh mặt ngoài ánh kiếm càng thêm ảm đạm bay ngược về tựa hồ linh tính bị tổn thương sắc mặt hàn lập tái đi tựa hồ ngay vừa rồi cũng bị tổn thương không nhỏ thân thể lảo đảo lui lại muốn đánh lén lão tử muốn chết nam tử cao gầy liếc hàn lập một cái cười lạnh một tiếng ánh mắt xoay chuyển nhìn lại hồ lô xanh biết trong lòng bàn tay lớn chỉ là một kim tiên hậu kỳ lại muốn cứu người từ trong tay mình đúng là si tâm vọng tưởng, bất quá cũng phải cảm tạ người này đưa tới một kiện tiên thiên linh bảo như vậy. Đang cân nhắc, nam tử bấm niệm pháp quyết phung lên, bàn tay lớn màu xanh mang theo hồ lô xanh biếc, bay vụt rơi xuống trước người. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra dị biến. Hồ lô xanh biếc trong tay đại thủ không động đậy bỗng nhiên rung động kịch liệt, một lần nữa nở rộ lục mang lóa mắt, bên trong càng truyền ra tiếng trầm đục như sấm sét. Sắc mặt nam tử cao gầy cuồng biến, nhưng không đợi gã kịp làm gì, miệng hồ lô lóe lên kim quang, một đạo kim quang trói mắt từ đó phun ra, đánh vào thẻ trúc màu xanh trước người gã. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thẻ che màu xanh run lên bần bật, phía trên tách ra một đoàn kim quang trói mắt. Tiên khí nhìn kiên cố vô cùng, giờ phút này yếu ớt như đậu hũ, đơn giản bị kim quang xuyên thùng. Nam tử cao gầy phía sau tiên khí thẻ che cũng bị xuyên qua, chỗ ngực và bụng bị xuyên ra một cái động lớn, toàn bộ thân thể cơ hồ bị cắt thành hai đoạn nhưng miệng vết thương lại không chảy ra một giọt máu tươi cháy đen bóng loáng một màn này phát sinh trong chớp mắt tăng thêm khoảng cách lại gần nhiệt hỏa tiên tôn cách đó không xa giật nảy cả mình sắc mặt cũng trắng bệch một trận nhưng không có làm ra cử động nào khác nam tử cao gầy há miệng phun ra một ngụm máu lớn khuôn mặt hiện lên vẻ kinh nộ vừa rồi nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trách đi thân thể một chút giờ phút này đã bị xuyên thủng đan điền mà chết rồi trong lòng gã càng thêm sợ hãi phản ứng cũng không chậm hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh, phốc một tiếng khuếch tán ra bao trùm toàn thân, cả người hóa thành một hỏa cầu màu xanh, điện xạ về phía xa. Trừ ngọc châu màu xanh, mấy món tiên khí khác của gã cũng không kịp thu hồi. Nhưng vào thời khắc này, hư không phụ cận nam tử cao gầy lóe lên, mấy sợi xiềng xích óng ánh không có dấu hiệu nào nổi lên, lóe lên liền nhau nhau chui vào đầu gã, lồng sáng hộ thể căn bản không có cách ngăn cản mảy may. Động tác toàn thân gã bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mặt biểu hiện trên mặt ngưng kết, giống như bị người thi triển định thân thuật. Bất quá thân thể vẫn như cũ bay về phía trước, chỉ là tốc độ giảm nhiều. Xoẹt một tiếng, phía trước nam tử cao gầy lóe lên lôi quang, thân ảnh hàn lập nổi lên. Vẻ tái nhợt trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, khí tức hỗn loạn cũng khôi phục bình thường, không nói hai lời đánh ra một quyền, một quyền ảnh màu xanh trống giống hiển hiện, đập vào đầu nam tử cao gầy. Phanh một tiếng, đầu lâu nam tử cao gầy tựa như trái dưa hấu bị quyền ảnh màu xanh vỗ nát, lộ ra một cái lồng giam óng ánh, bên trong bao phủ một thần hồn màu xanh. Hàn lập thấy tình hình này, đưa tay bấm một cái, một tia chớp màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào thần niệm tù lung. Kim sắc điện mang đại phóng, thần hồn trong thần niệm tù lung liền hóa thành hư vô. Thần niệm tù lung lập tức lóe lên, hóa thành mấy sợi xiềng xích óng ánh bay vụt về, chui vào trong đầu hắn. Hắn phất tay đánh ra một mảnh thanh quang, quấn lấy tàn thi nam tử cao gầy, còn có mấy món tiên khí phụ cận, thu vào trong không gian hoa chi. Chật chật, hàn đạo hiếu, dùng thực lực ngươi, đối phó một tên tu sĩ thái ất cảnh trung kỳ, lại sử dụng thuật lừa dối bực này. Thanh âm ma quang vang lên trong đầu hàn lập, bộ dạng rất xem thường. Hàn lập không có để ý tới ma quang, nếu dùng tới thời gian pháp tắc, hắn quả thật có thể đánh chết nam tử cao gầy kia rất dễ dàng, bất quá tạm thời hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều trước mặt nhiệt hỏa tiên tôn. Đang cân nhắc, hắn giơ tay triệu hồi huyền thiên hồ lô, hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm, còn có khóa lớn màu vàng bay vụt về, vung tay áo thu lại, sau đó xoay người. Lệ đạo hiếu, lần này lại nhờ ngươi cứu giúp, tại hạ thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nhiệt hỏa tiên tôn bay vụt đến, giơ trước người hắn, cảm kích nói. Nhiệt hỏa đạo hiếu làm sao lại khách khí như vậy, chúng ta sớm đã ước định liên thủ hợp tác, bất quá không nghĩ tới lại gặp ngươi ở nơi này, cũng không biết hai vị thạch hồ đạo hiếu giờ ở nơi nào. Hàn Lập khoát khoát tay, nói, ai, ta cũng không nghĩ tới ở trong hư không loạn lưu lại phân tán với các ngươi. Ta bị truyền tống đến nơi này, ban đầu coi như gió êm sóng lặng, kết quả trước đó không lâu lại gặp phải giám sát tiên sứ thiên đình, nếu không phải lệ đạo hữu ngươi kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hôm nay phải táng thân nơi đây rồi. Nhiệt hòa tiên tôn thở dài, oán hận nói, thời gian qua ta cũng gặp phải một ít ngoại nhân, không chỉ có người thiên đình, tựa hồ còn có một số thế lực khác, cũng tiến vào di tích chân môn môn này, ánh mắt Hàn Lập chấp lên, nói, cái gì, lệ đạo hiếu có nhận ra lai lịch những người kia không? Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức truy vấn. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra một chút, bên trong có thành viên dịch bảo hội, còn có ma tộc đến từ ma vực. Hàn Lập mở miệng nói ra, dịch bào hội, bọn hắn làm sao lại biết chỗ cửa vào di tích, còn có ma vực, nhiệt hỏa tiên tôn cao mày, tự lẩm bẩm lập tức trầm mặc không nói. Nhiệt hỏa đạo hiếu, Hàn Lập đợi một lát, nhiệt hỏa tiên tôn vẫn như cũ trầm ngâm không nói, liền kêu một tiếng. Thật có lỗi, tại hạ cân nhắc sự tình có chút say mê, năm đó chân ngôn môn bị thiên đình hủy diệt, về sau di la lão tổ bản tông thi triển đại thần thông, rời toàn bộ chân ngôn môn vào trong không gian loạn lưu, trừ ta ra, hẳn không có người biết cửa vào di tích chân ngôn môn mới đúng, ta đang nghi ngờ những người kia làm sao lại tìm đến nơi đây, hẳn là chúng ta một mực bị người theo dõi mà không biết. Nhiệt hỏa tiên tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút không xác định nói bây giờ một số người đã tiến vào nơi này suy nghĩ nguyên nhân bọn hắn tới đây cũng đã vô ích bên trong di tích chân môn môn quả thật có không ít bảo vật hay là trước tìm kiếm một chút tận khả năng tăng lên một chút năng lực tự vệ a à. hàn lập nghe nói lời này đôi mắt chấp động một trận nói nói cũng đúng nhiệt hòa tiên tôn gật đầu nói nơi này mới gây nên ba động không nhỏ mặc dù khả năng bị người phát giác không lớn nhưng vì an toàn hay là chúng ta rời đi trước rồi hãy quyết định hàn lập nhìn chung quanh một cái nói nhiệt hòa tiên tôn nghe vậy cũng gật gật đầu thân hình hai người phóng lên trời bay về một phương hướng nhiệt hỏa đạo hữu chính là đệ tử chân ngôn môn chắc hẳn hết sức quen thuộc nơi này có lẽ thu hoạch không nhỏ a à. đúng rồi ta nhớ ngươi tiến vào nơi đây là tìm quyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết đã đạt được chưa hàn lập cười hỏi hổ thẹn tại hạ đến đây vận khí lại không tốt thu hoạch không lớn nếu không sao lại bị dám sát tiên sứ kia bước đến tình cảnh như thế về phần đại ngũ hành nguyễn thế quyết ta càng không biết giấu ở nơi nào, làm sao tìm được chứ. Nhiệt hỏa tiên tôn liên tục cười khổ, há, nhiệt hỏa đạo hữu cũng không biết vị trí bản công pháp kia. Vậy có chút phiền phức rồi, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nói, nếu quyền đại ngũ hành nguyễn thế quyết một mực không xuất thế cũng vậy mà thôi, ta lo là vật này đã rơi vào tay thiên đình, hoặc là thế lực khác. Khuôn mặt nhiệt hỏa tiên tôn lộ vẻ sầu lo, thở dài. Hàn Lập nhìn vẻ mặt nhiệt hỏa tiên tôn như vậy, không có mở miệng. Lệ đạo hiếu thực lực tại hạ yếu kém, hiện tại bên trong di tích chân ngôn môn thế lực khắp nơi đều tới, nếu về sau quyển đại ngũ hành huyễn thế quyết xuất thế, dẫn tới các phương tranh đoạt, mong rằng ngươi giúp ta cướp đoạt vật này, sau khi chuyện thành công, tại hạ tất nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Nhiệt hỏa tiên tôn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói. Nhiệt hỏa đạo hiếu, bây giờ trong di tích chân ngôn môn không biết đến bao nhiêu cao thủ, lệ mẫu cũng vô pháp cam đoan với người cái gì, bất quá chỉ cần không nguy hiểm tính mệnh, lệ mỗ nguyện giúp ngươi một tay. hàn lập hơi trầm ngâm trầm giọng nói vậy đa tạ lệ đạo hiếu nhiệt hòa tiên tôn nghe vậy vui mừng cảm ơn. bất quá rốt cuộc quyền đại ngũ hành huyễn thế quyết là vật gì? nghe như là một môn công pháp. hàn lập có chút hiếu kỳ hỏi đúng vậy đại ngũ hành huyễn thế quyết là một môn công pháp liên quan tới thời gian pháp tắc. lệ đạo hiếu hẳn cũng biết bên trong chân ngôn môn có không ít công pháp thời gian pháp tắc mà đại ngũ hành huyễn thế quyết chính là bản môn tuyệt mật nhất. nhiệt hòa tiên tôn hơi chần chờ mở miệng nói ra. Thì ra là thế, công pháp này đã là bảo điển chân môn môn, xác thực không thể rơi vào tay ngoại nhân. Hàn Lập gật đầu nói, nhiệt hỏa tiên tôn âm thầm lưu tâm quan sát thần sắc Hàn Lập, nghe thấy lời nói này cũng không lộ ra gì sắc tham lam, trong lòng mới âm thầm buông lòng. chương 675, Vô Đề, lại nói, bây giờ đối với bộ đại ngũ hành huyến thế quyết bị thiên đình dòm ngó, Hàn Lập xác thực không có ý nghĩ gì đặc biệt. Dù sao bây giờ hắn đã đạt được cả bộ công pháp chân ngôn hóa luân kinh, xem qua bản công pháp này, nếu tiếp tục tu luyện, đủ để tu luyện tới đại la cảnh. Dù đại ngũ hành huyễn thế quyết là bí điển tối cao của chân môn môn, nhưng yêu cầu tu luyện tất nhiên sẽ không thấp, quá trình tu luyện tuyệt sẽ không đơn giản, chưa chắc thích hợp với bản thân mình. Đồng thời hắn cũng minh bạch đạo lý tham thì thâm, nếu đạt được công pháp tốt hơn liền bỏ đi sở tu trước đó, kết quả ngược lại sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Bây giờ nhu cầu cấp bách của hắn là tăng thực lực cùng tu vi cảnh giới, để có thể tự vệ tại đây và trong chân tiên giới hỗn loạn này, chỉ có sống sót mới có thể suy nghĩ thêm sự tình khác. Đương nhiên đối với bộ công pháp này, trong lòng hắn vẫn có chút hiếu kỳ, nếu thật hữu duyên có thể tìm hiểu ngọn ngành, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lúc hai người nói chuyện, đã bay ra một khoảng cách không ngắn, địa hình phía trước dần dần bằng phẳng, từ dãy núi trùng điệp chập trùng biến thành khu vực đồi núi liên tiếp. Mà những đồi núi này có chút kỳ lạ, đại đa số đều tồn tại song đồi, dáng như bướu lạc đà, chẳng biết vì sao lại như thế. Địa hình mặc dù biến hóa, bất qua thảm thực vật cỏ cây ở các đồi núi vẫn như cũ cực kỳ tươi tốt. Các loại cỏ cây linh khí nơi đây tràn đầy dị thường, không biết nơi này thuộc về vực nào của chân ngôn môn. Hàn lập nhìn địa hình phía dưới, hỏi, xem ra địa lý chân ngôn môn lệ đạo hữu biết cũng không ít a. À? Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước đó vài ngày lệ mỗ đạt được một phần địa đồ giản lược của chân ngôn môn, nên biết đại khái một chút tình hình ở đây. Hàn lập giải thích, thì ra là thế, Nơi đây là bên trong một hoàng vực của chân ngôn môn, nhưng ở biên giới mộc hoàng vực nên không có bao nhiêu đồ tốt. Bây giờ chúng ta đang tiến vào khu vực trung tâm, nơi đó có không ít dược viên, hy vọng không bị chiến hỏa năm đó hủy đi. Nhiệt hỏa tiên tôn gật gật đầu, thở dài nói, hết thảy ngươi cứ an bài là tốt rồi. Hàn lập gật đầu nói, nơi đây tầm nhìn rõ ràng, hai người chậm rãi để cao tốc độ bay, hóa thành hai vệt độn quang một đỏ một xanh bay tới phía trước, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, trên không một mảnh phế tích hoang vu tràn ngập xương trắng một đạo tử sắc hồng quang lướt gấp qua tạo thành một đạo tàn ảnh mơ hồ trong hư không theo sát phía sau có hai vệt độn quang cùng nhau đuổi theo không bỏ bên trong hồng quang phía trước là một thanh niên áo tím tóc trắng quăn dung mạo tuấn lãng đang trao mày cấp tốc tiến lên trong đôi tử nhãn lóe ra một chút thần sắc chán ghét thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cách xa phía sau hơn 10 dặm một lão giả hói đầu lưng còng dáng người thấp bé cùng một tên nam tử nho sam áo trắng đang cùng thúc giục một phi toa hẹp dài, cấp tốc đuổi theo. Hai người này không ai khác, chính là cung chủ nguyên cảnh tiên cung lục ngô lương, cùng giám sát sứ triệu chân tỏa trấn trạch nguyên thành thuộc phục trạch tiên vực, đang liều mạng điên cuồng đuổi theo người phía trước là thạch xuyên không đã thất lạc với bọn hàn lập. Không nghĩ tới tiểu tử này lại lĩnh hội không gian pháp tắc đến tình độ như thế, tốc độ thực sự nhanh quỷ dị. Hai người chúng ta liên thủ thôi động thất phẩm tiên khí phi toa này, vậy mà truy lâu như vậy vẫn không bắt được hắn. Lục ngô lương trao mày, mở miệng nói ra, chuyện này cũng không sao, thôi động tam đại trí tôn pháp tắc tiêu hao tiên linh lực cũng không thấp, tốc độ người này đã hạ xuống không ít so với trước kia, rõ ràng là đã tiêu hao quá độ, hẳn là chống đỡ không được bao lâu nữa. Huống hồ bây giờ di thích chân ngôn môn trở thành bộ dạng quỷ quái này, chỉ sợ khối lục địa chúng ta đang ở cũng không lớn, chờ bước hắn đến khu vực biên giới, tự nhiên hắn sẽ không có chỗ để trốn triệu chân khí định thần nhàn nói triệu đạo hữu nói rất đúng bây giờ hắn đã là cá trong chậu rơi vào trong tay chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi lục ngô lương cười hắc hắc mở miệng nói ra hiện tại vấn đề lớn nhất là bắt được người này nên xử trí như thế nào triệu chân toàn lực thúc giục phi toa trên mặt lại lộ ra mấy phần do dự hỏi há tại sao lại lo lắng điều này lông mày lục ngô lương siết chặt nghi ngờ hỏi lục cung chủ còn không biết ga à? người này trước đó đã xuất hiện tại tụ côn thành còn giao thủ với tô lưu đạo hiếu nghe hắn nói thân phận người này tựa hồ có chút khó giải quyết triệu chân chậm rãi nói triệu đạo hiếu cũng đừng giả bộ không biết nữa đã đến mức này vẫn nên nói thẳng ra thì tốt hơn lục ngô lương khẽ giật mình nói gấp quảng nguyên trai người này có bối cảnh quảng nguyên trai đồng thời thân phận tựa hồ còn không thấp đáng tiếc hiện tại không liên lạc được tô lưu đạo hiếu nếu không có thể biết được đáp án triệu chân thì thào một tiếng nói như thế, lục mô lương nghe vậy, ánh mắt chấp lên, tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Do so dự một chút, sau đó lão mở miệng nói ra, nếu thủ đã kết xuống, bây giờ thu tay lại cũng chẳng ích gì. Dù sao ở trong di tích chân ngôn môn này, dứt khoát một là không làm, hai là nếu đã làm thì làm cho xong, đánh cho hắn hồn phi phách tán, không có chứng cứ là được. Ân, sợ cũng chỉ có thể như thế. Triệu chân nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu nói. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy đạo tử sắc độn quang phía trước bỗng nhiên gặp lại, hạ xuống phía dưới một tòa sơn cốc rộng lớn, vội vàng thôi động phi toa dưới chân, đuổi theo xuống phía dưới. Cửa vào sơn cốc là hai tòa sơn phong tương đối cao, phía trên mở ra rất nhiều lỗ trống, nhìn hẳn là cứ điểm đóng quân, chung quanh còn khắc rõ các loại chân ngôn cùng phù văn, vốn là một ít cấm chế, chỉ là bây giờ đã tổn hại hầu như không còn, ngay cả sơn phong bên phải cũng đã sụp đổ một nửa. Hai người triệu chân lướt vào sơn cốc, tiếp tục đuổi theo, liền thấy trong cốc có một quãng trường to lớn bằng đá trắng, trên đó có một bóng người đang dựa vào một khối đá đen to tròn bố trí cái gì đó. Tiểu tử này còn dám dừng lại, bố trí thủ đoạn đối phó chúng ta. Lục Ngô Lương thấy thế, có chút ngoài ý muốn nói. Tuyệt đối không thể chủ quan, người này tu luyện không gian pháp tắc, không thể lấy lẽ thường mà tính được. Triệu chân nhíu mày lại, ánh mắt ngưng trọng nói. Mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần đừng để hắn hoàn thành là được. Khóe miệng lục ngô lương nhếch một cái, nói. Dứt lời, thân hình lão lóe lên, quanh thân hiện ra một tầng linh vực màu vàng, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên ngàn trượng vào trong. Tiếp đó thân hình lão nhảy lên, làn da quanh thân như phơi khô hóa thành màu vàng đất, cả người bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất trong nháy mắt nặng nghìn lần, như một viên thiên thạch đập xuống hướng thạch xuyên không phía dưới. Khóe miệng triệu chân động đậy, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ ngưng thần nhìn xuống phía dưới. Dầm dầm rầm thân thể lục ngô lương cấp tốc hạ xuống, mang theo tiếng gió nổ vang, theo đó là một cỗ áp bức cường đại như ngưng thực chất, thẳng áp súc không khí trong linh vực không ngừng sụp đổ xuống dưới. Chỉ lát nữa là rơi đập xuống quảng trường đá trắng, nện cho thạch xuyên không thịt nát xương tan, bỗng một tầng ngân quang không có dấu hiệu nào lan tràn ra, hóa thành một linh vực ngân sắc khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trượng vào trong. Lục Ngô Lương cảm thấy hoa mắt một cái, không gian xung quanh tựa hồ nổi lên một tầng hơi nước mông lung, bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo, tiếp theo trong chớp mắt thân ảnh lão liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang chấn thiên. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, trong phạm vi gần ngàn trượng mặt đất nham thạch vỡ nát, cát bay đá chạy, toàn bộ đại địa sụp xuống gần trăm trượng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn. Triệu Chân ở trên không nhìn xem một màn này, ánh mắt không khỏi nhảy lên một cái. Vừa rồi rõ ràng Lục Ngô Lương đập xuống quãng trường đá trắng phía dưới, nhưng giờ phút này thân hình lão lại nện bên ngoài quãng trường đá trắng thân hình gã vội vàng bay vút xuống, nghênh đón lục ngô lương từ hố sâu bay ra. Lục đạo hiểu, xảy ra chuyện gì? Triệu chân vội vàng hỏi. Hắc hắc, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, trong nháy mắt lúc ta nện xuống, hắn thi triển một loại thần thông nào đó cùng loại với không gian na di, khiến ta bị rời đi xa. Bất quá không sao, đợi ta cũng thi triển một chút thần thông vây khốn hắn, khiến cho hắn không thể thi pháp, lúc đó đạo hữu ngươi xuất thủ chém giết là được. Lục ngô lương cười khan một tiếng, nói. Vậy nhờ đạo hiếu, ánh mắt triệu chân nhìn thạch xuyên không bên kia, nửa tin nửa ngờ nói. Lục ngô lương gật gật đầu, hai tay vừa bấm pháp quyết, thời khắc đang muốn thi pháp thì thanh niên áo tím kia bỗng nhiên xoay người lại, khóe miệng nhếch lên, tươi cười nhìn bọn họ tràn đầy vẻ khiêu khích. Ngay sau đó, tay y lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một la bàn lớn chừng quả đấm, đầu ngón tay kia ngưng ra một giọt tinh huyết màu bạc nhạt điểm lên phía trên. Tất cả linh văn phía trên la bàn sáng lên từng vòng, tiếp theo phát ra ngân quang sáng tỏ, từ đó truyền ra trận trận ba động không gian mãnh liệt. Cùng lúc đó, khối đá tròn màu đen sau lưng thạch xuyên không, bốn phía cũng có một tòa pháp trận hình tròn sáng lên quang mang, từ đó chiếu ra một đạo ngân quang ngút trời, trói mắt vô cùng, khiến cho hai người triệu chân đều thấy lóa mắt, không khỏi thu liếm ánh mắt. Khi ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi thu liếm lại biến mất, hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện trong ngân quang pháp trận. Bên trái là một thiếu phụ thân hình thướt tha, mái tóc như thác nước, che mặt bằng lụa trắng, chính là thiếu phụ ma tộc phong lâm ở bên cạnh còn có một thanh niên đầu đầy tóc tím buộc cao mặc vũ bảo đỏ chót rất nổi bật tham kiến thiếu chủ hai người vừa mới hiện thân lập tức khom người hạ bái thạch xuyên không cung kính nói thạch xuyên không tiện tay ném là bàn đang bốc lên khói trắng hoàn toàn đã bị phá hủy đi lông mày cao lại hỏi làm sao chỉ có hai người các ngươi tỉnh lão đâu hồi bẩm thiếu chủ sau khi tiến vào di tích ta bị phân tán với tỉnh lão và tử tình phong lâm vội vàng nói thiếu chủ, trước đó ta cùng tỉnh lão đang thăm dò một di tích, không biết xúc động cấm chế gì, lại còn bị thế lực khác đánh lén, tỉnh lão bị một đám sương mù màu xám đột nhiên xuất hiện cuốn vào, không biết làm sao thoát ra, liền vô thanh vô tức biến mất. Ta thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui, về sau chưa kịp trở lại xem xét, liền bị thiếu chủ dùng không di bản mang đến nơi này. Thanh niên nổi bật tên là Tử Tinh, ánh mắt hơi thu lại, ôm quyền nói. Chương 676, vô đề. Được rồi, món trọng khí kia ta đã có chút manh mối, trước tiên chúng ta đối phó việc trước mắt đã. Thạch Xuyên không nghe vậy, im lặng suy nghĩ rồi mở miệng nói ra. Tử tinh cùng phong lâm liếc nhau, trong lòng thở nhẹ một hơi. Hai người quay đầu nhìn chầm chầm về phía hai người triệu chân, nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai, mở miệng nói, dám ra tay với thiếu chủ quảng nguyên trai chúng ta, bọn ngươi cho là đường tu đạo quá thuận lợi hay là chê thọ nguyên thái ất quá dài. Triệu chân cùng lục mô kinh nghe vậy kinh hãi, thối lui ra sau hơn nghìn trượng, sắc mặt thay đổi cảm thấy sự tình càng khó giải quyết sau mấy ngày hai người hàn lập cùng nhiệt hỏa tiên tôn vội vàng đi qua hành lang rộng lớn đến một tòa đại điện hai bên mọc đầy cỏ dại có vài tượng đá cùng dãy đèn đổ vỡ thành đá vụn nằm trên đó nhìn hoang vu vô cùng nơi này là chỗ thờ cúng tông môn vừa rồi chúng ta mới đi qua tòa tế đàn hình tròn rộng tầm nghìn trượng kia chính là nơi cách ngàn năm làm lễ thờ cúng một lần tuy năm đó chưa có khái niệm về tứ minh tiên khu nhưng cứ mỗi lần tông môn thờ cúng xem như hội họp của cả tiên vực thậm chí vài cái tiên vực thường sẽ có vạn tông đến dự lễ khi đó thật là sôi nổi ai nhiệt hỏa tiên tôn vừa tiến về phía trước vừa nhớ lại chuyện cũ nói với cho hàn lập cuối cùng lão cũng chỉ biết thở dài một tiếng từ xưa đến nay bất luận chỗ nào vương triều thay đổi hay tông môn hưng suy đều như vậy bởi vậy mới gọi là thế sự vô thường nhiệt hỏa đạo hiếu cũng không cần quá mức đau buồn hãy mau chóng tìm ra công pháp chấn tông đại ngũ hành nguyễn thế quyết mới là việc chính Hàn lập an ủi, nhiệt hỏa tiên tôn im lặng gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ đau thương. Đại điện cuối hành lang chiếm diện tích cực lớn, mặc dù đã sụp đổ hơn phân nữa, nhưng giường cột chạm trổ vẫn còn đứng vững, vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ khi thế năm đó. Cách đó không xa, phía trên một cửa điện thật cao lớn màu phấn kim đỏ thắm, treo một tấm biển được sơn màu vàng viết ba chữ to kính ngưỡng các. Hai người hàn lập cùng nhiệt hỏa tiên tôn đi tới trước điện, nhìn từng cây trụ to lớn khoảng ba người ôm, cùng hai cánh cửa cao hơn trăm trượng rồi liếc mắt nhìn nhau nhấc tay từ từ đẩy nó ra két một tiếng vang lên tựa như tòa đại điện già cỗi này phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt hai người hàn lập bước vào trong đó chỉ thấy bên trong lộn xộn vô cùng gạch bể ngói vỡ vương vãi khắp nơi hậu điện bên trên còn mọc đầy rêu xanh và cỏ dại trong đống ngói vụn còn có nửa tấm bia đá màu trắng nhô ra phía trên hiện ra nửa chữ màu vàng thật to nhìn như một chữ thiên vậy các thứ được bày biện trong điện đã không còn thấy nữa đại bộ phận khu vực đều bị phế tích vùi lấp, chỉ có thể nhìn thấy rõ khu vực sát bên tường. Hàn Lập đi sát tường, ánh mắt nhìn lên bức tường, chỉ thấy trên đó vẽ vài bức ảnh bích họa đồ án sinh động, mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng màu sắc vẫn tươi đẹp như cũ, tựa như mới vẽ vậy. Những thứ này là gì vậy? Hàn Lập nghi hoặc hỏi. Trong bản tông, tòa thiên lịch các này có ý nghĩa phi phàm, liên quan đến không ít bí mật tông môn, đệ tử bình thường sẽ không được vào đây. Nội dung trong những bích họa phần lớn đều là vài chuyện quan trọng của tông môn bao năm qua, lúc trước đại điện còn trận pháp bảo tồn nguyên vẹn, tất cả bích họa đều thông qua pháp trận vận chuyển chiếu ra. Đáng tiếc hiện giờ đã bị hủy hoại, bích họa lúc trước giờ không cách nào hiện ra nữa, cũng chỉ còn bức bích họa cuối cùng này là còn thấy rõ. Ánh mắt nhiệt hỏa tiên tôn dò xét, lắc đầu nói ra. Hàn lập nhìn bức bích họa bên cạnh, lông mày nhíu lại, trong miệng kêu ồ lên một tiếng nhỏ. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe tiếng kêu thu hút quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên bức bích họa kia miêu tả tựa như đang có một bữa tiệc chiêu đãi long trọng vô cùng toàn bộ bức bích họa mang màu sắc đỏ thắm tươi sáng khắp nơi treo đèn kết trái linh thú bay lượn thật là náo nhiệt vui vẻ sau khi hàn lập cẩn thận xem kỹ phát hiện bích họa trước mặt không có nối tiếp nhau mà rõ ràng có dấu vết thay đổi tâm niệm vừa động liền nhìn một lượt mấy tấm bích họa treo dọc trên vách tường trong bích họa xuất hiện người chân môn môn ra cổng đón khách tế đàn vái trời cung vàng điện ngọc mở tiệc chiêu đãi rất nhiều hình ảnh kể cả di la lão tổ cùng năm vị đệ tử và rất nhiều nhân vật quan trọng trong chân môn môn đều lần lượt xuất hiện trong những bức họa nhiệt hỏa đạo hữu nếu ta không nhìn lầm những người được mở tiệc chiêu đãi tựa hồ là người thiên đình bất ngờ hàn lập nhíu mày cao giọng hỏi trong tấm hình đang mở tiệc chiêu đãi những người kia chợt thấy trang phục trên người bọn họ giống người thiên đình như đúc đúng vậy mở tiệc chiêu đãi lần đó là nhóm người có thân phận cực kỳ tôn quý là sứ giả thiên đình bọn hắn không giống người tiên cung mà đến từ thiên đình chính xứ trung thổ tiên vực, cho nên tông môn mới lấy lễ tiết long trọng đón tiếp. Năm đó, có thể nói là việc trọng đại nhất của chân tiên giới, đến nay ký ức ta vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Nhiệt hòa tiên tôn gật đầu, nói ra, xem ra quan hệ chân ngôn môn cùng thiên đình cũng không tệ, vì sao cuối cùng lại nổ ra cuộc chiến. Hàn lập có chút khó hiểu nói, nhiệt hòa tiên tôn lắc đầu nói ra, sở dĩ lần này ta trở về tông môn cũng muốn làm rõ chuyện này. Thật ra, sau khi kết thúc yến hội không bao lâu, ta liền phụng mệnh sư rời tông môn lịch lãm, cho nên những chuyện phát sinh sau đó, biết rất có hạn. Hàn Lập nghe vậy, ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền nhìn dọc theo vách tường, chỉ thấy chôn vùi phía sau đống gạch vỡ ngói vụn, lộ ra một góc bích họa, thế là hắn vung tay áo quét đống gạch ngói sang một bên. Sau khi tạp nham cuốn đi, bích họa lộ ra, bên trong vẻ một hình ảnh cổ quái. Bên trong một gian địa cung có chút âm u bí ẩn, Di la lão tổ mang theo thụ nhân áo vàng, nam tử tay chân to lớn tóc lửa cùng một thanh niên da xanh đen to như thiết tháp, gặp mặt một người thần bí mặc đấu bồng màu đen, quanh người bao phủ trong xương mù xám. Trong tấm hình, hình dáng di la lão tổ cùng ba vị đệ tử được vẻ tinh tế tỉ mỉ, thậm chí Hàn Lập còn thấy trên đó vẻ kinh ngạc, sợ hãi, hoài nghi rất nhỏ. Tuy nhiên, diện mạo người mang áo choàng kia lại rất mơ hồ. Trong tấm bích họa cuối, di la lão tổ lại đi một mình vào một không gian cỗ quái khác, lấy một khối la bàn màu bạc to như cối say từ trong tay một gã ma tộc đầu mọc hai sừng cong, cả người gã phát ra ma khí màu đen. Tất cả hình ảnh đến đây liền cắt đứt, trên bức tường điện phía sau cũng không có bất kỳ đồ án nào nữa. Nhiệt hòa đạo hiếu, người biết người này là ai không? Hàn lập nhìn chăm chú vào bích hòa qua nửa ngày, chỉ vào người mặc áo choàng nghi hoặc hỏi. À, trong yến hội lần đó lão tổ cùng sự phụ bọn họ bất ngờ rời tiệc, chuyện này ta có biết, nhưng lại không biết bọn họ đi làm cái gì, lại càng không biết vị khách thần bí tới thăm này là ai. Nhiệt hỏa tiên tôn lắc đầu, nói ra, sư phụ, trong bức họa này người nào là tôn sư của nhiệt hỏa đạo Hữu Hàn lập vô ý nói ra, vị nam tử tóc lửa kia, chính là gia sư kỳ ma tử, vị thụ nhân áo vàng là đại sự bá mộc diên, mà vị nam tử to như thiết tháp đứng phía sau là tam sư thúc võ dương. Còn hai vị mang bộ dạng trẻ con trên yến hội, theo thứ tự là tứ sư thúc kim nguyên tử cùng ngũ sư thúc hòa trạch. Nhiệt hỏa cung kính thi lễ với bức họa, rồi chỉ vào ba người kể tên từng người ra. Ngay khi Hàn Lập nghe được ba chữ kỳ ma tử, trong lòng không khỏi run lên, nhớ trước đó ở Thủy Diễn Cung gặp đứa bé đầu to kia, chính là ngũ sư thúc hòa trạch trong miệng nhiệt hỏa tiên tôn, vậy mà y muốn hắn giết chết cửu địch, chính là kỳ ma tử kia. Trong lòng Hàn Lập nhất thời rối loạn, sắc mặt có chút thay đổi. Sao vậy, lệ đạo hiếu, chẳng lẽ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhiệt hỏa tiên tôn nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Hàn Lập có chút do dự, nhưng vẫn không nói ra chuyện trước đó, chị im lặng lắc đầu nói ra không có gì chỉ là có chút hiếu kỳ bọn họ đang nói những gì chắc hẳn thân phận vị khách thần bí này không đơn giản à rốt cuộc vị khách thần bí này là ai hay là bọn họ nói chuyện gì với nhau chúng ta cũng không cách nào biết được nhưng việc này lại quan trọng vô cùng nếu không lão tổ cũng không kêu hai vị sư thúc ở lại để chiêu đãi sứ giả thiên đình còn mình thì mang theo sư phụ cùng hai vị sư thúc bá đến gặp mặt hắn nhiệt hòa tiên tôn nghe vậy từ từ nói ra theo như lời ngươi nói, sau khi ngươi rời tông môn không bao lâu thì chân môn môn liền gặp kiếp nạn. nói như vậy, vị khách thần bí này có quan hệ gì đó với thiên đình, thậm chí là mấu chốt dẫn đến việc hủy diệt toàn bộ chân môn môn. hàn lập xoa nhẹ ngón tay, trầm ngâm từ tốn nói ra. nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy cũng không nói gì, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn lên cảnh trên bích hỏa, cũng lâm vào trầm tư. hàn lập thấy vậy cũng không nói nhiều, rồi lại nhìn bức bích họa lần nữa, ánh mắt chấp động không biết suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, hình ảnh mô tả mật thất này ở nơi nào vậy, người có biết hay không? Một lúc sau, bất ngờ Hàn Lập mở miệng hỏi, chỗ này, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể đoán được vài chỗ mới có, đúng hay không cũng phải tới đó mới biết được. Nhiệt hòa tiên tôn nói, đại ngũ hành Nguyễn thế quyết đã quan trọng như vậy, chắc hẳn Di La Lão Tổ sẽ coi trọng 10 phần, có lẽ sẽ giấu nó ở chỗ này hoặc tương tự như thế, chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm mà thôi. Hàn Lập nói ra, Nhiệt hỏa tiên tôn gật đầu, cũng không nói gì nữa. chương 677, thi hài, ước chừng hơn nửa tháng sau, thân ảnh hai người hàn lập bay tới phía trên một hồ nước lăn tan sóng ánh sáng. Hai người đứng lơ lửng giữa không chung, ánh mắt cùng nhìn về phía trước, lông mày nhíu chặt. Chỉ thấy hư không nơi đó đứt gãy, bị vô số vết nứt không gian dày đặc cắt phá thành mảnh nhỏ, ngay cả hồ nước phía dưới cũng bị cắt thành hai nửa, chỗ biên giới bị một tầng bích trướng vô hình ngăn trở, dựng thẳng lên một bức tường nước thật cao mà ở bên kia vết nứt không gian lơ lửng từng khối lục địa lớn nhỏ không đều cùng từng tòa sơn phong cô độc to lớn treo ở đó phía trên phân bố dày đặc từng tòa bạch ngọc cung biệt chỉ là đa số đều bị tổn hại thậm chí có tòa đổ sụp hết một nửa nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó là nơi phồn hoa thịnh cảnh Hàn Lập nhìn những sơn phong huyền phù cùng quảng trường màu trắng kia trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái như đã từng thấy lúc đang âm thầm xuất thần thì nghe nhiệt hỏa tiên tôn mở miệng nói ra lệ đạo hiếu xem ra phía trước không qua được, có lẽ chúng ta phải đổi đường khác rồi. Nhiệt hỏa đạo hiếu, mảnh lục địa kia là nơi nào, người còn nhớ không? Hàn lập không có trả lời lão, hỏi ngược lại. Ở bên đó hình như là lưỡng sinh cung của Mộc Diên Sư Bá, cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất của tông môn trừ chân môn cung của lão tổ. Hiện tại toàn bộ không gian đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng có đúng hay không? Ta cũng không biết chính xác, nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy hơi sững sờ, ngưng thần dò xét bên kia một lát, trần chờ nói. Hàn lập nghe lời ấy, trong lòng đã xác định, đây đúng là nơi năm đó hắn xuyên không nhìn thấy chân ngôn môn bị hủy diệt, cũng là nơi hắn giấu thi thể mộc duyên. Nếu là chỗ khẩn yếu như vậy, chúng ta phải đi xem một chút, vạn nhất đại ngũ hành huyễn thế quyết giấu ở chỗ này thì sao? Hàn lập trầm ngâm một lát, nói, có lẽ như thế, ở đây qua không được, chúng ta đi chỗ khác thử xem, có lẽ có đường vượt qua. Nhiệt hòa tiên tôn trần chờ một chút nói không cần phiền toái như vậy, mặc dù vết nứt không gian nơi đây dày đặc, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có thông lộ, người xem bên kia, chẳng phải còn có một lối đi núi liền lục địa bên kia sao. Hàn lập nghe vậy, ánh mắt quét qua lần nữa, xem xét một lát, lắc đầu, chỉ vào một phương hướng nói. Nhiệt hỏa tiên tôn nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy biên giới hồ nước cách đó mấy trăm trượng, có một cột nước rộng hơn một trượng kéo dài ra phía ngoài, giống như một chiếc thủy kiều, liên thông với mảnh lục địa cách đó hơn 10 dặm. Lệ đạo hiếu, không phải ngươi nói đùa chứ, bốn phía dòng nước kia đều là kẽ nứt không gian vây quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào đó. Huống hồ nơi cuối đường lại bị không gian bích trướng cắt đứt, cũng không thật sự liên thông với lục địa kia, coi như chúng ta có thể bình an đi qua cũng sẽ bị cắt đứt đường, cần gì phải không công mạo hiểm như vậy chứ. Nhiệt hòa tiên tôn nghe vậy, có chút không hiểu hỏi. Phong hiểm tự nhiên là phải thử, giờ phút này lại tìm đường khác, một là không chắc có thể tìm ra, hai là cũng quá chậm trễ, còn không bằng từ nơi này đi qua là thỏa đáng nhất. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chậm rãi nói, trước đó hắn đã thông qua biện pháp này, thành công vượt qua lục địa khác, trong lòng ít nhiều có chút tự tin. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy bộ dạng của hắn, biết có khuyên cũng vô dụng, sau một một phen suy tính cũng không có phản đối nữa, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập vẫn mang theo vài phần trần chờ. Một hồi chúng ta đi theo dòng nước, lúc đến biên giới, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra không gian bích chướng, chúng ta liền thừa thế xông qua hàn lập dặn dò lệ đạo hiếu người có nắm chắc không bị vết nứt không gian ảnh hưởng lại có thể đánh vỡ bích trướng để chúng ta xuyên qua không nhiệt hỏa tiên tôn hơi nhíu mày có chút hoài nghi hỏi không gian bích trướng tại đây so với tiên vực phía ngoài yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần phá vỡ không khó chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh liền nắm chắc bảy thành khóe miệng hàn lập nhích một cái lộ ra một ý cười nói cái này sau khi nhiệt hỏa tiên tôn nghe xong có chút im lặng bất quá việc đã đến nước này, lão cũng chỉ có thể đánh cược một lần đi theo Hàn Lập. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thân hình bay lượn xuống, tiềm nhập vào giữa hồ, giống như hai con cá bơi đến thủy đạo phía trước, thẳng đến phiến đại lục kia. Sau khi tiến vào thủy đạo, trong lòng hai người cũng bắt đầu căng thẳng, tốc độ đi cực chậm, linh lực ba động quanh thân cũng kiềm chế tới cực điểm, sợ khẽ động làm kẽ nứt không gian dẫn suốt tai họa, giống như hai nhục thể người phàm chậm rãi bơi về phía trước. Khoảng cách chỉ ngắn ngủi hơn 10 dặm, hai người dùng trọn vẹn hơn một canh giờ mới tới thời điểm tới gần tầng bích trướng kia hai mắt hàn lập lóe lên tử quang lật tay một cái lấy ra bích lục hồ lô nghiêng miệng hồ lô nhắm ngay phía trước sau đó quay đầu nhìn về phía nhiệt hỏa tiên tôn âm thầm nhắc nhở lão chuẩn bị sẵn sàng sau đó chỉ thấy trên tay hắn bấm pháp quyết vỗ vào đáy hồ lô một cái nơi miệng hồ lô đột nhiên tách ra lục quang mút trời bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh như sấm sét ngay sau đó một chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ vòng xoáy màu xanh nơi miệng hồ lô nổ tung ra hóa thành một đạo lục sắc kiếm ảnh mơ hồ trong nháy mắt bắn ra đâm vào không gian bích trướng phía trước ầm ầm một trận tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến tầng không gian bích trướng kia chưa kịp vỡ tan thủy đạo bên trong nước hồ lại bị cỗ khí thế này xung kích kích động kịch liệt cuốn lên hai đạo sóng nước mạnh mẽ chụp về hai bên mà không gian xung quanh tựa hồ cũng bị cỗ cự lực này xé rách vốn cân bằng yếu ớt trong nháy mắt bị đánh vỡ mấy đạo vết nứt không gian bốn phía lập tức khuếch trương ra, từng bước xâm nhập vào trong hồ nước chung quanh, lan tràn tới hai người hàn lập. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, thân sắc đại biến, vội vàng gọi ra kim sắc cổ kính, toàn lực thôi động. Chỉ thấy mảng lớn kim sắc quang tuyến dâng trào ra, mở ra bốn phía hai người hàn lập một khu vực kim sắc, khiến cho không gian xung quanh khe hở khuếch trương chậm lại, nhưng cũng không hoàn toàn đình trệ. Đúng lúc này, thanh âm ầm ầm trên không gian bích trướng phía trước biến mất, tiếp theo kết một tiếng vỡ vụn ra, Thanh trúc phong vân kiếm xuyên qua, một thông đạo không gian cao cỡ nửa người lập tức nổi lên. Mắt Hàn Lập sáng lên, đại thủ nắm cổ áo nhiệt hỏa tiên tôn kéo tới, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xuyên qua thông đạo kia. Sau khi xuyên qua, Hàn Lập không có dừng lại, mà một tay triệu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó tiếp tục lướt hơn nghìn trượng về phía trước mới dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy thông đạo không gian mà bọn hắn mở ra vẫn như cũ mở rộng ở đó, cũng không lập tức khép lại đầu thủy đạo bên kia đã hoàn toàn bị vết nứt không gian nuốt hết cũng có từng tia từng sợi kẽ nứt màu đen kéo dài tới cửa thông đạo bất quá kéo dài đến thông đạo cũng chỉ là kẽ nứt nhỏ bé đến cực điểm hoàn toàn không đủ để mở rộng đầu thông đạo kia sau một lát hàn lập nhìn thấy đầu cửa thông đạo chậm rãi khép lại cuối cùng hoàn toàn khép kín mới buông lỏng một hơi nhờ có nhiệt hỏa đạo hữu kịp thời ngăn cản hắn thu huyền thiên hồ lô lại mỉm cười nhìn về phía nhiệt hỏa tiên tôn nói ta biết lệ đạo hữu người có một thân bản sự cùng tầng tầng lớp lớp bảo vật tuyệt không phải ngẫu nhiên lúc này trong lòng nhiệt hỏa tiên tôn vẫn còn sợ hãi sắc mặt hơi trắng bệch cười khổ một tiếng nói nhiệt hỏa đạo hữu nói quá lời rồi chỉ là ta gặp đúng thời thôi hàn lập cười nói nghỉ ngơi một lát hai người đi dọc theo loạn thạch màu trắng trên quảng trường một đường thẳng tới rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh phế tích cung điện chiếm diện tích cực lớn khác với phế tích lúc trước cung điện này bị thiêu hủy nghiêm trọng thành cung còn sót lại là những gạch đá bị liệt diễm nốt nóng chảy, cũng không thấy một bộ thi hài nào, tựa hồ đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Nếu ta không nhìn lầm, đây xác thực là di tích lưỡng sinh cung. Trước kia phần lớn sự vụ tông môn đều do Mộc Diên Sư Bá xử lý, cho nên lưỡng sinh cung cũng là nơi bận rộn nhất tông môn, bây giờ lại bị tổn hại nhiều nhất. Ánh mắt nhiệt hỏa tiên tôn băn khoăn một lát, thở dài một tiếng nói. Hàn lập nhớ mang máng, năm đó thấy đại chiến, thời gian đạo tổ kia nhất kích kinh thiên cách nơi đây không quá xa, chắc là trung tâm chiến trường năm đó hẳn là cũng cách nơi này không xa, cho nên nơi đây tổn hại nghiêm trọng cũng không có gì lạ. Đi tới phụ cận cung điện, Hàn Lập dựa vào tin tức còn sót lại trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào một ụ đá loạn thạch nhô cao, dừng bước lại. Sau đó, trong đôi mắt hắn sáng lên từ sắc u quang, cẩn thận xem xét bên đó. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, cũng dừng bước lại, chậm rợi đợi xem hắn có phát hiện gì mới không. Nhiệt hỏa đạo hiếu, phía dưới ụ đất này tựa hồ có vật gì đó. Hàn lập ra vẻ trầm ngâm, nói, có cái gì, chẳng lẽ là địa cung ẩn tàng, lông mày nhiệt hỏa tiên tôn nhíu lại, hỏi, không quá giống, đào xuống một chút sẽ biết. Hàn lập nói, dứt lời, trên thân hai người sáng lên quang mang, đào sâu xuống ụ đất kia. Qua hồi lâu, thân ảnh hai người từ dưới đất bay lên, rơi trên mặt đất. Hai tay hàn lập trống trơn, nhiệt hỏa tiên tôn thì cõng phía sau một bộ thi hài thi hài mặc trên người một bộ áo bảo màu vàng rách nát cùng năm tháng, hình thể cao gầy, trên đầu tóc khô héo như rơm dạ, làn da trên mặt mấp mô khe rãnh, tựa như thụ nhân dị tộc Mộc Linh, chính là Mộc Diên. So với năm đó Hàn Lập Xuyên không nhìn thấy Mộc Diên, lúc này thi hài cơ hồ không khác nhiều so với lúc trước, chỉ là áo bảo màu vàng đã hủ thực, màu sắc trên thân càng khô héo, nhìn giống như một đoạn cây khô bị chiếu đốt lâu ngày. Thần thông linh mục của lệ đạo hữu quả thật lợi hại, thi hài Mộc Diên sư bá bị vùi lấp sâu như thế, lại có thể phát hiện được thật là khiến người không thể tưởng tượng nhiệt hòa tiên tôn sửa sang một chút quần áo trên người thi hài mở miệng nói ra hàn lập thầm nghĩ nếu không phải đã sớm biết nơi đây có dấu thi hài bên trong di tích này áp chế lực lượng thần thức như vậy bất luận thế nào hắn cũng không thể phát hiện được thi thể mộc diên mà năm đó bị hắn chôn sâu ở dưới mặt đất như thế chẳng biết vì sao ở đây ta bỗng nhiên sinh ra cảm ứng theo bản năng liền dò xét nơi đó hàn lập ra vẻ mờ mịt không hiểu mở miệng nói ra như thế đúng là có duyên phận. nhiệt hỏa tiên tôn nói thế nào đại ngũ hành nguyễn thế quyết có trên thân mục duyên tiền bối không trong lòng hàn lập đã biết rõ nhưng vẫn hỏi tự nhiên không có khả năng giấu trên thân mộc diên sư bá ngược lại giấu bên trong lưỡng sinh cung của sư bá lại có mấy phần khả năng nhiệt hỏa tiên tôn liếc một chút tòa cung điện đã hoàn toàn sụp đổ phía xa nói dứt lời lão lại phóng thi hài mục duyên lên cùng hàn lập tiến đến tòa đại điện bên kia bên trong đại điện tổn hại rất nghiêm trọng. Tất cả kết cấu bằng gỗ đã không còn lại nửa điểm, đoạn tường gạch đá còn sót lại cũng đã bị nóng chảy đến không còn hình dạng. Nhiệt hỏa tiên tôn đi tới chỗ nửa bức tường gạch chắn ở hậu điện, nâng lên một tay quét đống cho tàn và bụi trên tường xuống. Phía trên lộ ra một đường vân kỳ dị, tựa như là một vòng ấn ký. Kinh nghỉ nói đúng là có. mắt thấy hàn lập lộ ra vẻ nghi hoặc, lão mới giải thích đây là ấn ký mật thất. Trước kia trong lưu hỏa cung của sư phụ cũng có một cái, không nghĩ tới ở chỗ này của sư bá cũng có. Ngay cả vị trí cũng giống nhau như đúc. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt sao?" Ánh mắt Hàn Lập hơi thu lại, tựa như tùy ý hỏi. "Về chuyện này, tính tình Mộc Diên sư bá rất nóng nảy, trên thực tế rất không hợp với sư phụ ta. Bất quá đây cũng chỉ là so với mấy vị sư thúc bá khác, về tình đồng môn thì vẫn rất tốt." Nhiệt Hỏa tiên tôn nói, Hàn Lập im lặng gật gật đầu, không nói gì thêm. Nhiệt Hỏa tiên tôn nắm lấy một bàn tay thi hài Mộc Diên, đặt ở trên chỗ vòng ấn ký truyền tiên linh lực trong cơ thể vào trong đó, chỉ thấy bàn tay khô héo của Mộc Diên lập tức sáng lên một vòng thanh quang, tựa như cây khô gặp mùa xuân khôi phục một chút màu sắc. Rất nhanh, trên ấn ký năm đó sáng rực thanh quang, từ đó phát ra một quang môn màu xanh cao cỡ một người. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, đình chỉ quán chú tiên linh lực, bàn tay như cây khô kia lập tức khôi phục màu sắc khô xám Sau đó, lão quay đầu nhìn hàn lập một chút, ra hiệu hắn đi theo, rồi cõng di hài mộc diên bước vào trong quang môn. Hàn Lập hơi trần chờ cũng theo sát phía sau, đi vào trong quang môn. Hoa mắt một cái, sau đó thân ảnh hai người liền xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn dưới đất. chương 678, sát thai, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn di hài mộc diên mà nhiệt hỏa tiên tôn đang cõng trên lưng, rồi quét qua phía trước. Tòa đại điện dưới mặt đất này sáng lờ mờ, bốn phía im ắng, phía trước đen nhánh, không biết thông đến nơi nào. Lệ đạo hiếu, chúng ta đi thôi. Nhiệt hỏa tiên tôn nói xong, Cất bước đi tới phía trước, lật tay lấy ra một quả minh châu sáng như tuyết to cỡ hạt đào, tiện tay ném ra. Một đạo bạch sắc hồ quang bay khảm lên trên mái vòm. Minh châu trên đỉnh đầu hai người phóng xuất ra ánh sáng trắng như tuyết, chiếu rọi cả tòa đại điện dưới lòng đất tươi sáng. Ánh mắt Hàn Lập co rụt lại, chỉ thấy toàn bộ đại điện trống rỗng, ở phía trước có một vật do hai trà cây quấn quanh lại, tạo thành hình một chiếc ghế cổ quái đặt ở chính giữa, một nửa xanh đen, một nửa vàng khô. Vốn tưởng nơi này Mộc Duyên sư bá cất giữ linh đan tiên thảo, không ngờ lại không có thứ gì. Trong mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hiện lên vẻ thất vọng, nói ra: "Nơi đây đã thiết kế độc lập ẩn giấu, chắc hẳn có chỗ đặc biệt, không chừng lại cất giấu vật gì khác." Hàn Lập thôi nhìn chiếc ghế, nói ra: "Không sai." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn gật đầu nhẹ, cõng thi thể Mộc Duyên tiếp tục đi về phía trước, tới chiếc ghế dựa thanh hắc mộc kia thì ngừng lại, dùng tiên linh lực uốn nắn tứ chi thi thể, đặt thi thể ngồi đoan đoan chính chính trên chiếc ghế. Sau đó, lão lại cung kính thi lễ với thi thể một cái. Hàn Lập không nóng lòng tìm kiếm, mà chờ Nhiệt Hỏa Tiên Tôn làm xong hết thảy, sau đó mới cùng lão tìm tòi trong đại điện. Sau nửa ngày, hai người từ hai hướng đại điện đi tới, liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia thất vọng, đồng thời lắc đầu. Xem tình hình này thì không phát hiện bất luận cái gì ẩn giấu hoặc là cấm chế che giấu rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói như thế, xem ra chỗ này hơn phân nửa đã bị người vơ vét không còn thứ gì hàn lập cũng thở dài nói trong khi nói chuyện ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên khóe mắt nhìn thoáng qua thi thể mộc duyên tựa hồ bỗng nhúc nhích trong lòng hàn lập co lại lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy thi hài mộc duyên vẫn im lặng ngồi ở trên mặt ghế cổ quái kia cũng không có dị động nhưng một sát na vừa rồi lại rõ ràng không giống ảo giác có lẽ không đến mức ta cũng chỉ may mắn thăm dò mà thôi những người khác càng không có khả năng biết rõ địa cung nơi này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn rõ ràng không chú ý tới bất luận dị động nào, vẫn nói ra. Có lẽ là năm đó chân môn môn bị diệt môn, cũng đã bị cướp sạch rồi. Hàn Lập vừa nói được nửa lời, thần sắc đột nhiên biến đổi, kinh hãi kêu lên nhiệt hỏa đạo hữu, coi chừng. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy thi thể Mộc Duyên bỗng nhiên sáng lên một hồi lục quang quỷ dị, miệng vết thương to lớn trên bụng lại ngưng kết ra sát khí màu đen, trong nháy mắt đã ngưng kết thành một viên châu màu đen to cỡ hạt bồ đào. Mặt ngoài viên châu lượn lờ hắc khí nhìn có chút quỷ dị. Ngay sau đó, chiếc ghế cổ quái dưới thi thể mộc diên bỗng nhiên như sống lại, mặt ngoài trà cây bỗng nhiên tản ra hai bên, điên cuồng tăng vọt lên như dây leo, quét tới phía nhiệt hỏa tiên tôn. Nói thì dài dòng, thật sự diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nhiệt hỏa tiên tôn được hàn lập nhắc nhở nhưng cuối cùng phản ứng vẫn chậm một nhịp, vừa mới tránh ra đã bị vài gốc dây leo khô héo quét chúng, cánh tay lập tức bị cuốn lấy. a à, chỉ nghe trong miệng lão phát ra một tiếng hét thảm, pháp bào trên cánh tay lập tức hóa thành cho tàn, làn da xuất hiện từng vết cháy đen huyết nhục lập tức trở nên khô quát làn da cũng trở nên khô héo xấu xí như vỏ cây nhiệt hỏa tiên tôn lập tức há lớn miệng phun ra một cỗ xích diễm cháy hừng hực theo dây leo quấn trên cánh tay khô héo của lão lan tràn ra phía chiếc ghế kia nhưng mà chẳng biết tại sao hỏa diễm này nhìn cháy rừng rực vô cùng rơi vào phía trên mộc đằng lại giống như nắng hạn được cơn mưa sương sớm dội lên chỉ là lúc rơi xuống lại không thiêu đốt được nửa điểm những dây leo khô héo kia đúng lúc này tiếng xé gió vang lên một đạo thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, cuốn theo từng sợi kim sắc lôi điện chém xuống. Xoẹt một thanh âm vang lên, một đằng khô héo lập tức đứt đoạn, từ đó phun ra ồ ồ chất lỏng màu xanh sấm cùng từng đợt khói đen hung hãn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thoát thân, lập tức bắn ngược lui sau, đứng bên cạnh Hàn Lập, nâng lên thủ trưởng, lấy ra một chương phù lục kim chất thanh văn, dán lên vết thương trên cánh tay. Ti ti ti, theo đó vang lên trận trận thanh âm rất nhỏ, phía trên phù lục bắt đầu bốc lên trận trận bạch khí thanh hôi. Lệ đạo Hữu đây là chuyện gì vậy? Một trận đau đớn kéo tới, trên chắn nhiệt hỏa tiên tôn ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lão không bận tâm, mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá xem tình hình này, mộc duyên sư bá này tựa hồ đã trở thành sát rồi. Hàn lập trao mày nói, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm chiếc ghế cổ quái kia, thấy toàn bộ dây leo đã co rụt về, như yêu ma tóc rối run run phe phẩy bốn phía không thôi, lại không có chủ động tấn công hai người bọn họ. Cái này, làm sao có thể? Việc này đã qua đâu chỉ nhìn vạn năm, vì sao sớm không thành sát, muộn không thành sát, lại thành sát vào lúc này. Mặt mũi nhiệt hỏa tiên tôn tràn đầy vẻ khó tin, nói ra. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá xem tình hình trước mắt, hơn phân nửa là có liên quan đến chiếc ghế cổ quái dưới người hắn. Ánh mắt hàn lập rơi vào trên chiếc ghế, trầm ngâm nói. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, không khỏi xuất hiện vẻ trì trệ ngắn ngủi. Sau một lát, ánh mắt lão lóe lên, như đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên đây không phải là chiếc ghế đó là lão còn chưa nói xong đã bị một tiếng kêu sợ hãi của hàn lập cắt đứt không tốt hắn muốn kết thành sát thai rồi nhiệt hỏa đạo hữu nhanh giúp ta một tay ngăn trở những quái đằng kia chỉ thấy mộc diên đang ngồi trên chiếc ghế giờ phút này thân hình run run kịch liệt hai con mắt vốn hủ hóa cũng rung động kịch liệt như lâm vào mộng yểm phảng phất muốn mở mắt ra cùng lúc đó thân hình hàn lập cũng đã lướt tới trước trực tiếp gọi ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong tay hợp lại làm một đâm thẳng vào vào phần bụng sát khí kết thai của thi hài Mộc Xuyên. Thân hình hắn vừa mới đi vào phạm vi 10 trượng gần thi hài, những dây leo khô héo lập tức điên cuồng vặn vẹo, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, quấn quanh hắn. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, vội vàng gọi ra kim sắc của kính, ném tới phía trước, một tay bấm niệm pháp quyết, quát lớn. Ngưng, sau tiếng hô này, kim sắc của kính run lên kịch liệt, mặt ngoài hiện ra một đạo phù văn phức tạp, mặt kính phóng xuất ra vô số đạo ánh sáng kim sắc, bao phủ hàn lập và không gian xung quanh vào. Kim quang chói mắt chiếu dọi qua, một cỗ chấn động thời gian pháp tác lập tức nhộn nhạo ra, những dây leo bắn đến trước người hàn lập lập tức như rơi vào bên trong vũng lầy, tốc độ trở nên chậm chạp. Chân ngôn bảo luân trong cơ thể hàn lập lập tức nghịch chuyển, tốc độ thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, từ trong rậm rạp dây leo lóe lên sông vào, trên thanh sắc trường kiếm lóng lánh kim quang, dùng tế lôi thuật ngưng ra tịch tà lôi cầu, trực tiếp phá vỡ bích trướng do dây leo xanh đen quấn quanh thành, đâm vào chỗ trống phần bụng thi hài mộc xuyên. Âm âm một tiếng, sấm sét nổ vang, kim sắc điện quang trói mắt lập tức tách ra, hóa thành vô số kim sắc điện xà thật nhỏ nổ bắn ra bốn phương tám hướng, xé rách sát thai khó khăn lắm mới ngưng kết thành, biến thành mảnh vỡ. Sát thai bị nghiền nát hóa thành sát khí dày đặc, ở bên trong tịch tà thần lôi bốc hơi từng sợi, triệt để tiêu tán. Bên trong kim sắc điện quang sáng lạn, Hàn Lập hoảng hốt chứng kiến thi thể Mộc Duyên mở hai mắt ra, trong con mắt phản chiếu một bóng người, không phải là Hàn Lập, mà rõ ràng là kỳ ma tử. Ngay lập tức, kim sắc lôi quang cuốn theo vạn cô kiếm khí lần nữa tăng vọt ra, không chỉ xé rách thi thể mộc duyên thành mảnh vỡ, ngay cả khỏa lưỡng sinh thụ phía dưới cũng nổ bể ra. Đừng, ai, một tiếng la hét cùng một tiếng thở dài vang lên trước sau bên tai và trong nội tâm hàn lập, phân biệt đến từ nhiệt hỏa tiên tôn cùng ma quang. Thân hình hàn lập hạ xuống đất, trường kiếm trong tay thu lại, trong đầu lại vang lên một tiếng thở dài của ma quang, hàn đạo hiếu, đáng tiếc lúc nãy ta mới bế quan phân thần một chút, ai? Hàn lập tự nhiên biết rõ, gã núi tiếc chính là thi thể kia sắp thành hình sát thai, nếu để cho gã thôn phệ hấp thu, tu vi nhất định lại tăng lên một bậc, nhưng đáy lòng hàn lập cũng không muốn như thế. Một ma quang thái ất sơ kỳ đã khó khống chế, nếu lại để cho gã tiếp tục kéo ra tranh lệch, không chừng lại sinh ra cái gì cũng chưa biết được. Ma quang đạo Hữu tình huống khẩn cấp, sự tình tùy ứng biến thôi. Hàn lập dùng tiếng lòng đáp lại, cơ duyên không đến, vô duyên mà thôi. ma quang cũng đành phải âm u thở dài nói. hàn lập nghe vậy cũng không nói chuyện nữa. tạm thời ngăn cách không gian hoa chi cùng ngoại giới. lại nhìn nhiệt hỏa tiên tôn hỏi. làm sao vậy? nhiệt hỏa đạo hiếu. vừa rồi vì sao lại ngăn cản ta? nhiệt hỏa tiên tôn đã thu hồi cổ kính, nóng ruột đi tới, thoáng đánh giá một chút chiếc ghế cổ quái đã cháy đen một mảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận nói. lệ đạo Hữu a, à, người cái này. ai? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hàn lập trao mày hỏi. Thứ này cũng không hẳn là cái ghế, mà là một loại tiên thực tên là Lưỡng Sinh Thụ, nghe nói năm đó Mộc Duyên sư bá dựa vào vật ấy vượt qua sát suy chi kiếp. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chỉ vào chiếc ghế cháy đen còn sót lại một nửa, nói ra: "Cái gì?" Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm chợt cảm thấy ảo não không thôi, nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Hắn cúi người xuống dưới, tra nhìn một chút xem Lưỡng Sinh Thụ này còn có thể cứu vãn hay không, kết quả phát hiện trong thân cây khô đen có một nhánh cây xanh tươi hai ngón tay hắn kẹp lấy kéo ra mới phát hiện là một miếng ngọc giản hình dạng nhánh cây. Đây chẳng lẽ là, lông mày nhiệt hỏa tiên tôn nhíu lại, vội vàng hỏi. Có phải đại ngũ hành huyến thế quyết hay không, đạo hữu tự tra nhìn một chút sẽ biết. Hàn lập thoải mái đưa ngọc giản tới, mở miệng nói ra. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, ngược lại không định nhận lấy, tự định giá một lát rồi nói ra. Mà thôi mà thôi, lệ đạo hữu năm lần bảy lượt cứu mạng ta, ta còn một mực ôm lấy thành kiến tông môn, thật sự là, trong này bất kể có phải đại ngũ hành nguyễn thế quyết hay không đều do lệ đạo hiếu xem xét đi, chỉ là sau đó. chương 679, khúc không linh trúc, vậy xong rồi, thứ này sẽ thuộc về nhiệt hỏa đạo hiếu Không đợi nhiệt hỏa tiên tôn nói xong, hàn lập liền cướp lời vừa cười vừa nói. Lệ đạo hiếu thật hào phóng, tại hạ bội phục, nhiệt hỏa tiên tôn nhìn hàn lập rồi cung kính thi lễ, từ đáy lòng nói ra. Hàn lập khoát tay áo, cầm lấy miếng ngọc giản chạm vào mi tâm, thần thức chui vào trong đó ngay sau đó, đuôi lông mày hắn hơi nhíu lại, chỉ thấy bên trong một mảnh ánh sáng màu xanh mơ hồ hiện ra từng dòng văn tự màu vàng, nhìn kỹ hóa ra là một bộ công pháp tối nghĩa vô cùng, nhưng đó cũng không phải là đại ngũ hành nguyễn thế quyết gì cả, mà là một bộ công pháp tên là đông ất khô vinh kinh. Một lát sau, hàn lập đã ghi nhớ toàn bộ văn tự xong, liền hạ ngọc giản xuống rồi đưa cho nhiệt hỏa tiên tôn. nhiệt hỏa tiên tôn vội vàng nhận lấy, nhìn xem kỹ càng. hàn lập nhìn sắc mặt của lão lộ vẻ vui mừng rồi dần chuyển qua thất vọng tiếp đó trở lại bình thường, khóe miệng nở nụ cười. Bộ đông ớt khô vinh kinh này tổng cộng 9 tầng, cũng là bộ công pháp liên quan đến thời gian pháp tắc, nhìn sơ qua thì thấy bộ này cùng với mấy bộ thủy diễn tứ thời quyết, huyễn thần bảo điển có liên quan ngàn vạn lần, tựa như từ một hệ. Lệ đạo hiếu, bộ công pháp này tuy không phải là đại ngũ hành huyễn thế quyết nhưng cũng là bí mật bất truyền của bản tông, hy vọng ngươi đừng truyền ra ngoài. Sau khi nhiệt hỏa tiên thu lại ngọc giản, liền thở dài ngưng trọng nói ra. Đó là điều hiển nhiên, nhiệt hỏa đạo hiếu đoạn lưỡng sinh thụ còn sót lại này nếu đã không còn tác dụng gì có thể nhường cho ta không hàn lập đổi chủ đề hỏi lúc nãy đạo hiếu ra tay thật mạnh đã chặt đứt sinh cơ của tiên thực hiện giữ lại có tác dụng gì nhiệt hòa tiên tôn lộ vẻ kinh ngạc hỏi ai không có gì nếu như có cơ duyên vạn phần có thể cứu sống lưỡng sinh thụ này kiếp nạn sát suy của ta cũng có hy vọng vượt qua à? hàn lập cười khổ nói nhưng trong lòng thì lại tính toán muốn thử dùng lục dịch trong bình nhỏ cứu sống được hay không thì ra là thế vậy đạo hữu thu đi nhiệt hòa tiên tôn chợt giật mình vừa cười vừa nói đúng rồi người có biết mộc diên tiền bối năm đó làm thế nào dùng lưỡng sinh thụ vượt qua sát suy không hàn lập cẩn thận thu lưỡng sinh thụ lại từng chút một mở miệng hỏi cái này chuyện tu hành của mộc diên sư bá ta cũng không rõ thế nhưng có lẽ cũng không tránh được sát suy hạ xuống mới dùng ngoại vật vượt qua đó nhiệt hòa tiên tôn lắc đầu nói ra ta cũng nghĩ như thế, bởi vậy, thì hài mục diên tiền bối mới cô động sát thai, hơn phần nữa liên quan tới vô số sát khí vốn giấu trong lưỡng sinh thụ hàn lập gật đầu nói. sau khi thu hồi lại, hai người cũng không rời đi ngay, mà chờ thương thế trên cánh tay nhiệt hỏa tiên tôn lành lại, rồi mới rời khỏi đại điện dưới mặt đất. lưỡng sinh cung này đã không có, vậy thì chỗ khác cũng sẽ không. nếu như tàng chân cốc ở trên khối đại lục này không bị tách ra, thì sẽ cách nơi này không xa lắm. trước tiên chúng ta đến đó xem thử nhiệt hỏa tiên tôn nhìn thoáng cuối chân trời nói với hàn lập không biết tàng chân cốc trong miệng đạo hiếu là chỗ nào của quý tông vậy hàn lập có chút nghi ngờ hỏi tàng chân cốc là nơi lão tổ bế quan thường ngày ngoại trừ giảng kinh thụ pháp hoặc là xử lý chuyện quan trọng trong tông môn lão tổ mới ra ngoài còn lại thời gian đều ở trong đó cho nên chỗ này rất có khả năng giấu lật lt và lt đại ngũ hành nguyễn thế quyết và gt và gt nhiệt hỏa tiên tôn giải thích tốt vậy chúng ta đến đó trước đi Hàn Lập gật đầu nói, sau đó, hai người điều khiển phi chu, dưới chỉ dẫn của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, lao nhanh về phía tảng chân cốc. Trên đường phi hành, từ trên bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất là một mảnh hoang tàn, chỗ nào cũng đều lưu lại dấu vết tranh đấu dữ dội. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi nhớ lại, năm đó xuyên không tới đây nhìn thấy cảnh tượng đó, đặc biệt là một trường động trời từ trên giáng xuống, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà ngước nhìn bầu trời phía xa chỉ thấy trời xanh mây tạnh xanh thảm vô cùng một mảnh yên bình trải qua tầm ba khắc đồng hồ phi chu vượt qua mảnh phế tích thật lớn đi tới một vùng bình nguyên rộng lớn liền giảm tốc độ từ từ tiến đến thật tốt tàng chân cốc này không bị nứt vỡ vẫn còn dính vào mộc hoàng vực nhiệt hỏa tiên tôn nhìn vào tòa sơn cốc màu xanh phía xa xa nhếch miệng nở nụ cười nói ra trong mắt hàn lập lay động hào quang cũng đang quan sát sơn cốc bên kia chỉ thấy hai bên sơn cốc không cao lắm bề mặt trong cốc có chút bằng phẳng, đón nhận từng ánh nắng chiếu vào, không có vẻ gì là chật trội u tối. Tàng phong cốc này tựa hồ không phải nơi trọng địa quan trọng, bên trong cũng không có cấm chế gì à. Hàn lập nghi hoặc hỏi, kha kha, lệ đạo hiểu lầm rồi, tàng phong cốc này cũng không phải là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất trong môn, cũng không bố trí cấm chế bí ẩn gì cả, sở dĩ lão tổ bế quan chỗ này, chỉ là đơn giản ưa thích không linh trúc trong cốc mà thôi. Nhiệt hòa tiên tôn vừa cười vừa nói, nói như vậy, Ngược lại là ta quá lo lắng rồi." Hàn Lập hơi ngẩn ra rồi nói, trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến gần cửa hang. Chưa kịp hạ xuống đất, cả hai chợt nghe từng đợt âm thanh rào rào, xen lẫn trong đó là tiếng đung đưa xì xào, tạo thành một nhạc khúc kỳ ảo êm tai từ trong cốc truyền ra. "Đây là..." Hàn Lập nghe thấy âm thanh này, cảm giác rất êm tai, không khỏi thì thào hỏi. "Đây là khúc không linh trúc, là do những cơn gió thổi qua rừng trúc, thân trúc đụng vào nhau tạo thành âm thanh không linh trúc." tiếng vang hòa hợp, có hiệu quả thanh tịnh tâm hồn. Nhiệt hòa tiên tôn nhắm mắt cảm thụ, rồi giải thích. Chả trách di la lão tổ muốn bế quan chỗ này, quả là một nơi tính tu tuyệt vời. Hàn lập nghe vậy, cũng không nhịn được tặc lưỡi tán dương. Đây vẫn chỉ là nơi cửa hang, trong cốc còn có một loại linh điều tên là phong linh thước, tiếng hót uyển chuyển dễ nghe, phối hợp với khúc không linh trúc mới thật sự là diệu âm thế gian. Nhiệt hòa tiên tôn có chút hơi tự đắc nói ra, đi vào trong cốc, không bao lâu hàn lập thấy từng bụi cây trúc xanh tươi ướt át mọc rải rác hai bên sườn núi thân trúc thẳng tắp nhìn có chút mỏng manh dưới cơn gió nhẹ đung đưa va vào nhau phát ra từng trận âm thanh rào rào càng đi vào sâu rừng trúc hai bên càng rậm rạp mơ hồ mọc khắp nơi trong cốc chỉ chưa lại một con đường nhỏ sáu thước lát từ phiến đá uốn lượn đi sâu vào trong rừng trúc nghe âm thanh linh trúc không ngừng chung quanh trong lòng hàn lập cảm thấy bình thản ngược lại thật sự có mấy phần hưởng thụ nhiệt hỏa tiên tôn bên cạnh cũng giống vậy mấy ngày liền lão đều nhíu chặt lông mày, lúc này mới giãn ra vài phần. Sau khi vào sâu tầm nửa canh giờ, chẳng biết từ lúc nào sương mù mờ mịt đã bao phủ cả khu rừng trúc, làm cho âm thanh khúc không linh trúc trở nên nhỏ lại. Hàn lập nhìn sâu vào rừng trúc, sương mù màu trắng xám càng thêm dày đặc, bất ngờ lông mày nhíu lại, trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu tím, nhìn bốn phía chung quanh, lại thấy tầm nhìn chỉ còn không quá trăm trượng, sau đó trở về mắt thường thì thấy tối tăm mờ mịt vô cùng mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là thân không linh trúc hay lá trúc sâu trong sương mù đều có màu xám trắng lạ thường ngay khi va vào nhau cũng không phát ra âm thanh nào cả nhiệt hòa đạo hữu tựa như những sương mù này có chỗ không thích hợp có vẻ như đang áp chế thật lớn lực lượng thần thức mơ hồ lại mang theo chút sát khí có phải chúng ta đã vô tình đụng vào cấm chế gì đó trong cốc hay không hàn lập thu lại tâm thần nhíu mày hỏi năm đó lão tổ từng hạ lệnh không được hạ cấm chế tại tàng chân cốc cũng không hạn chế đệ tử trong môn đi vào trong cốc vì vậy ta cũng đến đây nhiều lần, thường sáng sớm cũng có sương mù ngưng đọc, nhưng sương mù hơi mờ nhạt, ta chưa bao giờ thấy qua sương mù kỳ quái như trước mắt này. Không biết có phải sau cuộc biến cố của tông môn mới có hay không? Nhiệt hỏa tiên tôn có chút khó chịu, mở miệng nói ra. Bất kể thế nào, áp chế lực lượng thần thức đến như thế, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì, chúng ta phải mười phần cảnh giác mới được. Hàn lập nhíu mày, nói ra, ngay khi hắn vừa dứt lời, bất ngờ vang lên một âm thanh động trời. Sâu trong rừng trúc rậm rạp, bất ngờ phát sáng mấy trăm đốm sáng màu xanh u ám, tựa như ma trôi nổi lửa phun ra bốn phía. Cẩn thận, ngay khi Hàn Lập vừa quát một tiếng, tay phải xoay chuyển, chợt trong lòng bàn tay tỏa ra điện quang màu vàng, hiện ra chuôi thanh trúc phong vân kiếm liền nắm trong tay, phía trên còn phát ra lôi điện màu vàng, vang tí tách không ngừng. Sau đó hắn vung lên, lôi điện màu vàng lập tức ngưng thành sợi dây, như roi trường tiên vụt ngang bốn phía. Nhiệt hỏa tiên tôn kế bên một tay lấy cố kính màu vàng ra, nhưng chưa thúc giục, tay kia thì cầm một cây quạt ba tiêu màu đỏ thấm thật lớn qua tới mấy chục đoàn u hỏa màu xanh. Xì si si si, tịch tà thần lôi ngưng thành roi trường tiên, ở trước người vẽ ra một đường vòng tròn màu vàng, trong chớp mắt đã đánh trúng đoàn quỷ hỏa kia, phát ra từng đợt nổ vang. Hơn trăm đoàn quỷ hỏa to như trái dưa hấu cùng tan rã, nhưng không có tiêu tán, mà phân tán thành vô số u hỏa màu xanh to như nắm đấm, bay tới có chút chậm hơn, nhưng vẫn bay tới tấp về phía bọn hắn. Phần phật phần phật, hỏa văn bao quanh trên quạt ba tiêu đỏ thấm tỏa sáng bắn ra một đám hỏa diễm đỏ thấm lớn bằng ngọn lửa màu xanh va và vào đám ngọn lửa màu xanh giữa không trung làm nổ tung từng đợt hỏa diễm một đỏ một xanh dần quấn lấy nhau phát ra từng đốm lửa nhỏ rồi chia tiêu nhau từng đoàn dập tắt toàn bộ tan biến không thấy gì cả lệ đạo hiếu những thứ này dường như xích diễm có thể khắc chế được nhiệt hỏa tiên tôn cao giọng quát hàn lập cũng đã sớm thấy được tâm niệm vừa động ngay đầu vai liền phát ra tia sáng bạc rồi hiện ra một ngân diễm tiểu nhân lớn bằng lòng bàn tay. Chỉ thấy tiểu nhân bẻ tay duỗi lưng, tiếp đó nghiêng đầu nhìn về lục sắc hỏa diễm bốn phía, múa máy tay chân tựa như muốn bày ra tư thế chơi lớn vậy. chương 680, Quái Nhân, đi đi, Hàn Lập thấy bộ dạng ngân diễm tiểu nhân như vậy, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, nói ra. Hắn vừa dứt lời, ngân diễm tiểu nhân liền nhảy từ đầu vai hắn xuống, hai tay mở ra, Lập tức hóa thành một hỏa điều to lớn màu bạc bay nhào tới đám hỏa cầu màu xanh lớn chừng quả đấm kia. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đưa lưng về phía Hàn Lập, đột nhiên phía sau xuất hiện hỏa lực nóng bỏng cùng chấn động cường đại dọa cho nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại liền thấy Ngân Diễm tiểu nhân đang hóa thành hỏa điều, lập tức nhịn không được kinh hô, đây là Tinh Viêm chi hỏa, lão vừa nói xong, lại nhìn Hàn Lập, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Hàn Lập không để ý đến phản ứng của lão từ năm đó trong miệng mã lương hắn đã biết tinh viêm hỏa điều bất phàm ở chân tiên giới cũng là tồn tại cực kỳ hiếm có chẳng qua những năm gần đây một mực dùng nó giúp mình luyện đan thật sự là có chút hủy khuất cho nó âm 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 theo đó liên tiếp thanh âm nổ đùng vang lên không ngừng phiến hỏa cầu màu xanh lá dày đặc bị tinh viêm hỏa điều cuốn qua một vòng nhao nhao bạo liệt ra bị hỏa diễm nốt cho tán loạn biến mất không thấy gì nữa hàn lập nhìn xem một màn này nhịn không được cau mày lộ ra một tia khẩn trương ngay vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng một tia chán ghét từ trên người tinh viêm hỏa điểu ngày xưa thời điểm nó thôn vệ vạn hỏa không lần nào mà không hưng phấn khó nhịn lần này lại sinh ra tâm tình kháng cự lục hỏa này điều này hiển nhiên có chút không bình thường đề phòng vạn nhất hàn lập vội động tâm niệm triệu hoán tinh viêm hỏa điểu trở lại bên cạnh mình nhưng ngoài dự liệu của hắn là hỏa điểu vẫn không lập tức phản hồi mà xuyên thẳng qua rừng trúc chẳng những thiêu đốt lục hỏa cổ quái kia hầu như không còn mà còn xua tan xương mù dày đặc bốn phía đi không ít Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện chỗ sâu trong sương mù, vậy mà có rất nhiều bóng dáng cổ quái lờ mờ. Trong đó đại đa số thân thể còng xuống, nhìn như một đám lão già 8 90 tuổi đứng ở đó, phía sau bọn họ còn có bảy tám thân ảnh cao to hơn 10 trượng, trên người có thể thể thấy từng đám cây bén nhọn đâm vào. Ngay vị trí trung tâm những thân ảnh cổ quái kia, còn có một đạo thân ảnh đặc thù, thoạt nhìn không khác gì thường nhân, tựa hồ trên người còn mặc một bộ trường bào, có thể thấy vạt áo phía dưới đang lay động theo gió núi. Tất cả những thân ảnh này đều đứng ở trong sương mù, không nhúc nhích, phảng phất hòa làm một thể với sương mù màu xám, nếu không có tinh viêm hỏa điều xua tán đi không ít sương mù, Hàn Lập căn bản không phát hiện được. Lúc này, Ngân Diễm Hỏa Điều mới mở hai cánh bay vút về, một lần nữa hóa thành bộ dạng Ngân Diễm tiểu nhân, rơi vào trên vai Hàn Lập, một bộ dạng không kịp thở. Hàn Lập thoáng xem xét một chút, phát hiện chẳng qua nó tiêu hao linh lực có chút quá độ, cũng không có gì không ổn, mới thoáng an tâm một chút đây là thứ gì nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế thân hình khẽ động thối lui đến trước người hàn lập nghi ngờ hỏi ánh mắt hàn lập ngưng lại lắc đầu không nói gì đúng lúc này trong bóng sương mù xám đột nhiên vang lên tiếng nói khục khục vốn định dùng mộ du chi hỏa thử xem nông sâu thần không biết quỷ không hay giết chết các ngươi không ngờ lại bị phát hiện rồi hàn lập nhíu mày chú ý tới người nói chuyện chính là thân ảnh đứng ở giữa các ngươi là người nào nhiệt hỏa tiên tôn cao giọng quát Người kia không có trả lời lão, chẳng qua trong cổ rung động ọt ọt một hồi, phát ra liên tiếp thanh âm dị tộc. Ngay sau đó, tất cả những thân ảnh kia đột nhiên đều động đậy. Những thân ảnh tựa như lão già cực kỳ linh hoạt, tản ra ầm ầm, tất cả đều bay lên không trung, như viên hầu lao nhanh trên đỉnh rừng trúc, xếp theo đội ngũ hình quạt bao vây tới hướng bên này. Mà những thân ảnh cao lớn hơn 10 trượng kia lại trực tiếp xông tới, mảng lớn rừng trúc ven đường bị chấn cho sụp đổ, truyền ra từng trận tiếng vang nặng nề, nghe mười phần quỷ dị chỉ có thân ảnh chính giữa kia lại không di động, lần nữa bị sương mù tràn tới che khuất, biến mất không thấy. Đã đến, tử quang trong mắt hàn lập chấp động, trong miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng, ngửa đầu nhìn lên không chung. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe cả kinh dợn ra gà, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy những thân ảnh lưng còng trên đỉnh rừng trúc đã bay vút tới, hiển lộ ra thân hình rõ ràng. Những sinh vật cổ quái này có ngoại hình cực giống viên hầu, trên người lại không có lông tóc, làn da màu nâu xanh, hơn nữa dưới nách lại sinh ra một lớp cánh thịt màu xám, thời điểm nhảy lên trên rừng trúc sẽ mở ra, mượn khí lưu lướt đi. Lúc tới gần hai người hàn lập, những viên hầu da xanh này nhao nhao đạp một cái vào không linh trúc, thân hình dựa vào phản lực sông đến phát động công kích hai người. Ánh mắt hàn lập chớp lên, thân hình nhanh chóng vòng một cái, nhưng người tránh ra. ầm một tiếng vang thật lớn, viên hầu da xanh dẫn đầu lao qua hắn nện xuống mặt đất, dẫn tới đại địa chấn động kịch liệt, trên mặt đất hiện ra từng vết nứt giống như mạng nhện lông mày hàn lập nhíu lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những sinh vật cổ quái này thoạt nhìn hình thể không lớn, tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa lực lượng tựa hồ cũng rất mạnh, mà càng làm cho hắn chú ý chính là mắt của bọn chúng lại giống như mắt cá chết, một màu xanh xám. Hắn khó khăn lắm mới tránh được một kích, còn chưa kịp suy nghĩ thì chung quanh đã có mấy đạo thân ảnh bắn nhanh tới, trong tay đều có một cây lang nha bổng màu xám trắng, hiện lên vây quanh đánh tới phía hắn. Tay hàn lập nhấc lên, hai khối lôi cầu một vàng một bạc ngưng tụ ra, bay lên trên đỉnh đầu, va chạm với chúng nổ ầm ầm. Chỉ thấy hồ quang điện hai màu vàng, vàng bạc bay đầy trời, trải ra giữa không trung, từ đó kích phát ra một vòng tròn màu vàng to lớn, hóa thành một cỗ sóng xung kích mãnh liệt vô cùng lan ra. Ô ô ô, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi khét lẹt, toàn thân hơn 10 viên hầu da xanh phun ra khói xanh, trong miệng phát ra từng tiếng gầm cổ quái, bị phản chấn văng ngược lại, ngã xuống đất. Bên kia, nhiệt hỏa tiên tôn cầm quạt ba tiêu đỏ thấm trong tay, bên trên chợt hiện hỏa quang, không ngừng bắn ra hỏa đoàn đánh vào những viên hầu da xanh kia làm không ngừng toé lên mảng lớn hỏa tinh nhưng cũng chỉ ngăn chờ cách người lão mấy trượng lại không thể làm chúng trọng thương tâm niệm hàn lập vừa động thanh trúc phong vân kiếm trong tay lóe lên kiếm quang thân hình mơ hồ một cái lập tức từ chỗ này biến mất tiếp theo trực tiếp xuất hiện trước người một viên hầu da xanh đã bị hắn đánh bại trường kiếm trong tay trùng điệp đâm xuống viên hầu da xanh rõ ràng sợ hãi kêu lên một tiếng nhưng phản ứng cũng không chậm Lập tức hai tay nắm lang nha bổng màu xám trắng đưa lên đón đỡ. Chanh một tiếng vang lên, mũi kiếm hàn lập đâm chúng vào lang nha bổng màu xám trắng, đưa tới một hồi chấn động kịch liệt. Sau một khắc, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, phía trên thân gậy lập tức nứt ra một khe hở, một cỗ sát khí đen nhánh nồng đậm lập tức từ đó phun ra, đánh thẳng tới mặt hàn lập. Hàn lập nhướng mày, tung một cước đá bay ngược viên hầu ra xanh ra sau, ầm một tiếng đâm vào một thân ảnh to lớn đang đuổi đến trước mặt chỉ thấy thân ảnh to lớn cao hơn 10 trượng kia, toàn thân bao trùm một tầng lân giáp màu xám bạc, nhìn như da cá sấu, cái đầu lại giống cự tích, nhưng lại không có đồng tử, há to miệng lớn dính máu mọc đầy răng cưa bén nhọn. Chi dưới thô ngắn của nó cũng tiến lên không quá nhanh, lực lượng cường tráng đụng mạnh vào viên hầu da xanh kia, miệng lớn há to mãnh liệt, bên trong lục quang cuồn cuộn, mãnh liệt phun ra một đoàn lục hỏa to lớn đánh tới Hàn Lập. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, đưa tay vỗ vỗ ngân diếm tiểu nhân trên đầu vai, tiểu nhân lập tức phốc một cái, như thủy dịch tán loạn ra, chảy khắp toàn thân Hàn Lập, như một tầng áo giáp ngân diễm bao phủ cả người hắn lại. Hai tay Hàn Lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, tiến đến phía trước một bước, chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển, thân hình lập tức tiếp cận, một kiếm liền chém lục hỏa kia thành hai nửa, thân hình được sự bảo vệ của tinh viêm chi hỏa trực tiếp xuyên qua trung tâm hỏa cầu. Một đạo kim quang từ trung tâm hai nửa hỏa cầu lóe lên rồi biến mất, lập tức đánh vào lân giáp trên người dị thú. Khóa, trong miệng hàn lập phát ra một tiếng hét to ngay chỗ dị thú đột nhiên lóe lên kim quang một thanh kim sắc khóa lớn lăng không hiển hiện ra khanh một tiếng giòn vang khóa trên cổ của nó vô số ánh sáng màu vàng lập tức từ ở trên đó nở rộ ra một chữ khóa to lớn màu vàng lóe lên hiển hiện ra khắc lên trên hai gò má lân giáp dị thú thân thể lân giáp dị thú lập tức cứng đờ toàn thân phảng phất bị đông lại không động đậy được nữa khóe miệng hàn lập cong lên một vòng vui vẻ thân tiến lên tay nắm chặt chuôi thanh trúc phong vân kiếm kiếm, từng tia điện màu vàng nhẹ nhẹ hiển hiện ra, mũi kiếm lại ngưng tụ ra một giò thủy dịch màu kim nồng đậm, đâm thẳng tới đầu lâu dị thú. Thời điểm mũi kiếm sắp đâm vào đầu dị thú, một màn quỷ dị xuất hiện. lân giáp dị thú rõ ràng đã bị tiểu khóa màu vàng giam cầm, vậy mà trong miệng lớn của nó đột nhiên phun ra lục quang, phốc một tiếng, bắn ra mãnh liệt một đoàn lục hỏa. khoảng cách hàn lập thật sự quá gần, căn bản không thể tránh được, ầm một tiếng lồng ngực bị đánh trúng. Thân hình như gặp phải trọng kích bay ngược ra sau, trùng điệp đập vào mặt đất. Lục hỏa dính trên người lập tức muốn lan tràn ra thân hắn, nhưng ngân sắc hỏa diễm bao bọc trên thân Hàn Lập đã sớm bay nhào tới, lập tức nuốt sống nó vào. Hàn Lập đứng từ mặt đất lên, nhìn qua hơn 10 viên hầu gia xanh cùng một đầu lân giáp dị thú vây công nhiệt hỏa tiên tôn, phát hiện lão tuy bị hợp công quyết liệt, nhưng lại không có vẻ gì là bối rối. Lại quay đầu nhìn đầu lân giáp dị thú bị tiên khí khóa vàng giam cầm liền phát hiện trên đầu vai nó đang đứng một thanh niên nam tử nhân tộc mặc trường bào màu xanh nhạt, trên tay đang kết một pháp quyết cổ quái, mỉm cười nhìn hắn. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm hơi động một chút. Người này chính là gia hỏa lúc trước đứng chính giữa những thân ảnh cổ quái kia. Khuôn mặt gã chợt nhìn rất là anh tuấn, nhưng mà lại lộ ra một cố hương vị cổ quái, lông nghi cái mũi cùng bờ môi, hoặc từ những địa phương khác tổ hợp lại một chỗ, làm cho người ta cảm giác chắp phá không hài hòa, mà càng thêm quỷ dị là hai con ngươi của gã lại có màu xám bạc, rõ ràng là một vị hôi tiên. chương 681, sinh vật hôi giới. Lần đầu giao thủ cùng những di tộc các ngươi, có chút hiếu kỳ, vừa nãy đứng ngoài quan sát, bên kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngươi thì lại khác, trên người ngươi có chút khí thức của bọn ta. Nam tử áo trắng liếc về phía nhiệt hỏa tiên tôn, rồi đảo mắt nhìn xuống thân hình hàn lập, chủ động mở miệng nói ra. Hợp lập không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, ý niệm trong đầu xoay chuyển hắn để ý thấy ngay khi đối phương bấm niệm pháp quyết, ngay lúc đó trên người gã có một tầng ánh sáng màu xám mờ ảo, nhìn giống hệt khí tức mặc Vũ đã thức tỉnh phát ra ở Minh Hàn Tiên phủ năm đó. Không trả lời sao? Hắc hắc, nghe nói tiên giới các ngươi xem hồi giới bọn ta như hoang vực, coi bọn ta như dị chủng chưa khai hóa ở một góc man hoang vậy, nhưng hôm nay ta thấy các ngươi còn không bằng bọn ta. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, trong lời nói còn mang theo ý khinh thường. Nói xong, gã cúi người ngồi xổm trên đầu vai của dị thú lân giáp, trong lòng bàn tay hiện lên mảng ánh sáng màu xám, rồi đặt tay xuống khóa vàng trên cổ dị thú, trên mặt chữ tỏa đang tỏa ra hào quang tựa như bị áp chế trở nên ảm đạm mấy phần. Trên người dị thú lân giáp đang bị khóa vàng giam cầm cũng lóe lên một tầng ánh sáng xám mờ nhạt, vậy mà thân hình lại động đậy được. Đây là thủ đoạn gì lại có thể áp chế được lực lượng thời gian pháp tắc của khóa vàng? Hàn lập nhíu mày, trong lòng sửng suốt nói. Không đợi hắn kinh ngạc xong, hơn 10 viên hầu da xanh chung quanh cùng lao lên lần nữa. Hàn lập lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra hồ lô chứa đạo binh, rồi ném lên không trung, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. ngay miệng hồ lô phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từng hạt đậu vàng sẫm phun ra như mưa, rơi xuống đất liền tỏa ra hào quang, hóa thành mấy trăm đạo binh lao về đám viên hầu da xanh kia. a, à, đây chính là đạo binh mà các người thường nói sao? nhìn cũng được lắm thanh niên áo trắng có chút hứng thú khi nhìn một màn này mỉm cười nói ra không cần bảo vệ ta người đi giúp nhiệt hỏa đạo hữu đi hàn lập cúi đầu xuống nói với tinh viêm hỏa điều đang bao bọc trên người vừa nói xong áo giáp ngân diễm bao phủ người hắn co rút lại hóa thành tinh viêm hỏa điều đậu trên đầu vai hắn hót một tiếng thanh minh rồi sau đó tung hai cánh bay vút lên cao lao nhanh về phía nhiệt hỏa tiên tôn ngay lúc đó dưới thế công của vài đầu viên hầu ra xanh làm cho nhiệt hỏa tiên tôn phải đỡ trái hở phải nếu không nhờ cổ kính màu vàng trợ giúp, lão đã sớm lộ ra sơ hở, muốn tháo chạy từ lâu rồi. Ngay khi tinh viêm hỏa điều cùng rất nhiều đạo binh xông đến, áp lực của lão mới nhỏ đi vài phần, lúc này mới nhìn về phía Hàn Lập một cái. Ngay lúc này Hàn Lập vẫn đang đứng trước mặt nam tử áo trắng, cả hai giò xét nhau, không ai ra tay trước cả. Nghe nói hồi tiên các người có công pháp luyện sát nhập thể, vậy không biết có công pháp tán sát xuất thể hay không? Lông mày Hàn Lập nhíu lại, mở miệng hỏi chân mày của nam tử áo trắng nhíu lại, có chút bất ngờ với câu hỏi này, rồi dường như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, tùy hứng cười to nói: kha kha, trả trách sát khí trên người ngươi nặng như vậy, so với bọn ta cũng không thua kém. Xem ra ngươi tham luyến tiến cảnh tu vi, mà không biết ngươi lấy từ đâu ra công pháp vốn của bọn ta để tu luyện vậy. Xem ra chỉ còn cách siêu hồn ngươi mới biết được. Hàn lập than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. rút lời, mũi chân hắn dậm xuống đất, chân ngôn bảo luân trong thể nội nghịch chuyển nhanh chóng thân ảnh liền mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Thanh niên mặc áo trắng thấy vậy chợt sửng sốt, lúc này mới biết hành động của Hàn Lập trước đó là cố ý che giấu tu vi, tốc độ của hắn còn hơn xa dự đoán của mình. Hai mắt nam tử áo trắng ngưng tụ tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ, song quyền nắm chặt, trong miệng quát to một tiếng. Bỗng nhiên từ sau lưng gã tỏa ra một tầng sát khí màu đen ngưng tụ như thực chất, tạo thành một tấm hắc thuẫn to lớn, vừa lúc chắn ngang thân ảnh Hàn Lập vừa hiện ra phía sau. Hàn lập chém một kiếm vào hắc thuẫn sát khí, liền phát ra tiếng vang thật lớn, còn thân hình của hắn thì lại bay ngược ra sau. Chợt hắn vẫy tay một cái, khóa vàng trên cỗ dị thú lân giáp tỏa sáng hào quang, mau chóng thu nhỏ lại, rồi xoay chuyển khóa vào mắt cá chân của thanh niên hôi tiên kia. Một chữ tỏa màu vàng lập tức tỏa sáng trước ngực gã. Thân thể thanh niên hôi tiên lập tức cứng đờ, sát thuẫn màu đen sau lưng cũng ngừng động, tựa như đang đông cứng ngay tại chỗ vậy. Ánh mắt hàn lập chớp nháy, cũng không có tùy tiện tiến đến gần, mà xoay cổ tay lấy ra hồ lô huyền thiên màu xanh miệng hồ lô chỉ về phía thanh niên hôi tiên bề mặt tỏa sáng linh văn hắn liền vỗ mạnh dưới đáy hồ lô bất ngờ ngay miệng hồ lô lấp lóe một vòng xoáy màu xanh một cỗ khí thế tích xúc mạnh mẽ từ trong đó bộc phát ra trong trước mắt thanh niên hôi tiên thấy vậy sắc mặt thay đổi không còn giả bộ bị giam cầm nữa quanh người tỏa sáng ánh sáng màu xám cổ tay xoay chuyển lấy ra một cái lệnh bài màu đen lớn chừng bàn tay ném lên trên lệnh bài màu đen bay lên cao liền biến lớn hóa thành một tấm thuẫn. Trên mặt tấm thuần khác một đầu dị thú mà Hàn Lập chưa từng thấy qua, chợt ô quang lóe lên, trong đôi mắt của nó sáng lên quang mang màu đỏ sậm, tựa như muốn sống lại. Miệng nó đột nhiên mở ra, bên trong hiện ra một vòng xoáy huyết sắc, từ trong đó truyền ra từng đợt chấn động lạ thường. Cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt một đường kiếm quang màu xanh đã chém tới. Đó là thanh trúc phong vân kiếm, ngay sau đó, vòng xoáy huyết sắc trên lệnh bài truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp, một mảnh huyết quang chói mắt phun ra, vừa đúng lúc đánh vào chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Vang lên một tiếng bong dung chuyển dữ dội, trên phi kiếm mang theo hào quang màu xanh bất ngờ tản ra, khí thế lao tới trước đó liền biến mất, còn mảnh huyết sắc quang mang kia cũng vỡ tan, rồi thu ngược trở về lệnh bài. Rốt cuộc thanh niên hồi tiên cũng biết tên nhân tộc trước mắt này không hề đơn giản, trên mặt hết cười nổi mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Cổ tay gã xoay chuyển, trên tay hiện ra một vòng tinh quang màu xám bạc nhìn giống như mang một lớp thủ sáo màu xám bạc cực kỳ mỏng manh, rồi cúi xuống dưới mắt cá chân mình kéo mạnh cái khóa lớn màu vàng. Ngân quang tỏa sáng, hào quang khóa lớn màu vàng không ngừng lay động, tiếp đó kim quang thu lại, vang lên một tiếng két thật nhỏ, liền bị kéo ra. Ngay sau khi Hàn Lập Triệu hồi lại thanh trúc phong vân kiếm, hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn về thanh niên hồi tiên có thêm mấy phần kinh ngạc. Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, mà lại có thể cản được khóa vàng cửu phẩm tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc như vậy. Hắn liếc qua nhiệt hỏa tiên tôn bên kia, chỉ thấy dưới sự trợ giúp của tinh viêm hỏa điều cùng đạo binh, xung quanh lão đã nằm xuống mấy thi thể viên hầu da xanh, lúc này lão đang chém giết hỗn loạn với những viên hầu cùng dị thú lân giáp còn lại, vốn không chú ý tới bên này. Hiện tại hai người bọn mình gặp phải tình hình khó khăn lạ thường, tranh thủ thời gian làm rõ mọi chuyện mới được. Trong lòng Hàn Lập hạ quyết tâm, liền vung tay lên, mở ra một tầng linh vực màu vàng, phạm vi không quá lớn vừa đủ bao phủ hắn cùng gã Hôi Tiên và dị thú lân giáp dưới phía vào. Di hình hoán ảnh, Hàn Lập âm thầm thúc dục thần thông pháp ngôn thiên địa, trong miệng khẽ nói ra. Thanh niên mặc bào trắng không biết gì, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, không biết tại sao thân hình của mình lại hoán đổi với Hàn Lập, hiện đang lơ lửng giữa không trung. Còn Hàn Lập thì đã đứng trên vai con dị thú lân giáp, tay vung kiếm chém xuống cái đầu thật to lớn kia, phun ra một dòng máu màu xanh lục. Máu văng cả lên mặt của thanh niên áo trắng, gã liền đưa tay lau mặt, cảm thấy có chút ấm áp dính dính, tựa như đây không phải ảo giác rồi gã nhìn qua Hàn Lập đang tắm trong biển máu, rốt cuộc trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng đúng lúc đó, Hàn Lập lại lên tiếng lần nữa. Bêu đầu, sau một tiếng nói thật nhỏ, thanh niên mặc áo trắng cảm thấy ngay cổ mắt lạnh, ánh mắt chợt thấy trời đất xoay chuyển. Thủ cấp của gã đã tách rời thân thể, rơi xuống dưới. Không, ngay khi đầu vừa rơi xuống, gã điên cuồng gào to một tiếng. Trong nháy mắt từ mi tâm bay ra một đạo ánh sáng màu xám bạc, hóa thành một tiểu nhân xám bạc cao khoảng ba tấc, diện mạo ngũ quan mơ hồ, trên người lóe lên quang mang, thuấn di chạy trốn. Nhưng gã vừa mới bỏ chạy không xa, chợt thấy thiên địa nghịch chuyển, nhục thân của mình vẫn còn đứng trên vai của dị thú lân giáp như cũ. Lúc này gã mới biết là mình đã bị lừa, nguy rồi, trên mặt tiểu nhân màu xám bạc lộ vẻ kinh sợ, trên người lóe lên độn quang, liền muốn quay trở về nhục thân. Động tuyền kim quang, nhưng đúng lúc đó, bất ngờ vang lên một tiếng quát khẽ. Một đạo vòng xoáy màu vàng hiện ra từ trong hư không, lơ lửng sau lưng tiểu nhân xám bạc, từ đó truyền ra từng đợt phản âm. Tiểu nhân màu xám bạc cảm thấy không khí quanh người siết lại, độn quang không cách nào nhúc nhích một chút nào. Hiển nhiên Hàn Lập không để cho vòng xoáy thôn phệ tiểu nhân xám bạc, mà lao người tới, đưa tay bắt lấy, liền nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn hờ hứng, giữa mi tâm bắn ra một sợi tơ trong suốt, liền muốn cưỡng ép siêu hồn tiểu nhân màu xám bạc. Ngay khi tiểu nhân màu xám bạc đang giãy dụa dữ dội trong vô vọng, bất ngờ dưới bụng phát ra một đoàn ánh sáng xám hàn lập thấy thế thầm nghĩ không tốt liền vội vàng thi triển cấm chế nhưng cuối cùng lại chậm một bước chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục tiểu nhân xám bạc liền nổ tung thành mảnh vỡ hàn lập thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ phủi hai bàn tay quay người nhìn về dị thú lân giáp kia không ngờ nó phát hiện chủ bỏ mình liền há to miệng ra muốn nuốt thi thể hôi tiên vào trong bụng hàn lập hừ lạnh một tiếng trong tay cầm chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ chín cây hợp nhất trước mũi kiếm ngưng tụ ra ba viên lôi châu màu vàng thân hình lao nhanh tới chém một kiếm về phía dị thú hung dữ kia ầm một tiếng vang thật lớn thân thể dị thú lân giáp cùng mặt đất dưới người liền bị một kiếm trẻ đôi đổ xuống thật nhiều hỏa diễm lục sắc nhuộm cả mặt đất thành màu xanh hàn lập vung tay chụp lấy nhục thân hôi tiên lục xoát trên người nhưng không phát hiện thấy tấm lệnh bài màu đen khi nãy mà chỉ thấy trên cổ tay gã lại có một vòng tay màu trắng làm bằng xương chẳng lẽ đây là kiện pháp bảo chữ vật hàn lập nghi hoặc trong lòng liền muốn luyện hóa nó kết quả lại không phản ứng chút nào hắn tiện tay đeo nó vào tay mình rồi vung tay mở ra động thiên hoa chi trực tiếp cầm bộ thi thể hôi tiên ném vào tầng một lầu các mà ma quang đang ở sau đó hắn liền đóng lại động thiên thu hồi linh vực quay người bay về phía nhiệt hỏa tiên tôn sau khi hai người liên thủ rất nhanh đã thanh trừ tất cả dị thú hôi giới còn lại nhìn thi cốt đầy đất nhiệt hỏa tiên tôn nhíu mày lầm bầm nói ra những người này hẳn là đến từ hôi giới à chương 682, lộ ra manh mối. Không thể gọi tất cả là người được, người giao thủ với ta lúc trước mới là một gã hôi tiên, về phần những thứ này. Nhiều nhất chỉ có thể gọi là là sinh vật đến từ hôi giới. Nhiệt hỏa đạo hiểu, nơi đây đã có sinh vật hôi giới chiếm cứ, chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm hay không? Hàn lập chậm rãi hỏi, nếu đã đến tình cảnh thế này rồi, không vào trong tìm kiếm, người có cam tâm. Nhiệt hỏa tiên tôn cười khổ một tiếng, nói như thế. Hạc hạc, đúng là vậy rồi. Hàn lập cười ha ha, gật đầu nhẹ nói ra. Hai người nghỉ ngơi một lát, sau đó lại xuất phát tiến vào hướng trong cốc, mới đi về phía trước mấy trăm bước liền thấy trên mặt đất phía trước đứng lặng một tòa pháp trận hình tròn rộng cỡ 10 trường. Toàn thân pháp trận do từng khối đá màu trắng hình dạng khác nhau xây thành, chính giữa có cỗ xương mù xám trắng từ trong toát ra, bốn phía pháp trận lại mơ hồ có từng trận chấn động không gian truyền đến. Nhiệt hòa đạo hữu pháp trận chỗ này hẳn không phải là vật của chân môn môn các ngươi. Hàn lập nhíu mày hỏi, lúc trước ta chưa bao giờ thấy qua trận này, chân ngôn môn ta cũng không có khả năng bố trí pháp trận tương tự như vậy. Nhiệt hỏa tiên tôn lắc đầu nói ra, chắc là những gia hỏa hôi giới kia bố trí rồi. Hàn lập như có điều suy nghĩ, gật đầu nói ra. Tương truyền giữa hồi giới và tiên giới có giới diện ngăn cách, lực lượng chính giữa giới diện càng hơn xa nơi khác, rốt cuộc những người hôi giới này làm cách nào đến đây? Chẳng lẽ là dựa vào pháp trận này, nhiệt hỏa tiên tôn trầm ngâm nói, khó có khả năng, mặc dù pháp trận này có tồn tại chấn động không gian, nhưng uy lực cũng không quá mạnh mẽ, muốn đạt tới lực lượng phá giới thì trình độ còn chênh lệch khá xa. Hơn nữa, pháp trận này cũng không hoàn chỉnh, giống như là một bộ phận của đại trận không gian, theo ta thấy, những sinh vật hôi giới này hẳn là từ nơi khác vào. Ánh mắt Hàn Lập hơi chấp động nói, người nói là, pháp trận này mới chỉ bố trí một phần nhỏ. Vẻ mặt nhiệt hỏa tiên tôn tràn đầy nghi ngờ nói, pháp trận nơi đây hẳn là một chỗ đầu trận tuyến của một đại pháp trận nào đó, mà những sinh vật hôi giới chúng ta gặp phải rất có thể chỉ là một chi tiểu đội bảo vệ trận tuyến đầu này. Một khi bọn hắn bố trí trận pháp này triệt để hoàn thành, rất có khả năng đả thông một cái thông đạo liên thông giữa hôi giới và tiên vực. Hàn Lập giải thích, nếu thực sự như thế, tiên giới sẽ phải gặp một kiếp nạn lớn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chậm rãi nói ra, ngược lại cũng không đến mức, sở dĩ người hôi giới lựa chọn di tích chân ngôn môn làm cửa khẩu đột phá, hơn phân nửa cũng là ngoài ý muốn phát hiện không gian nơi đây hỗn loạn lực lượng giới diện yếu kém bạc nhược hơn nhiều so với những nơi tiên giới khác nhưng bọn hắn không biết là cân bằng không gian nơi đây thập phần yếu ớt chỉ sợ không đủ trèo trống cho bọn hắn thành lập không gian thông đạo đại quy mô hàn lập lắc đầu nói tiếp ý lệ đạo hữu là một khi bọn hắn cưỡng ép thành lập nên không gian thông đạo không gian chỗ này nhất định sẽ sụp đổ trong lòng nhiệt hỏa tiên tôn cả kinh hỏi lúc trước ta gặp qua một loại chấn động không gian thấy không ít không gian bị nó nuốt vào có thể thấy được nơi đây đã tràn đầy nguy cơ rồi. một khi cân bằng bị phá vỡ, chỉ sợ sụp đổ cũng là sự tình không thể tránh khỏi. Hàn lập nghiêm mặt nói, nói như vậy chúng ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ rồi tìm được đại ngũ hành nguyễn thế quyết liền lập tức ly khai nơi này. nhiệt hòa tiên tôn nói, bây giờ sinh vật hôi giới đã tiến vào di tích, chúng ta phải tận dụng thời gian. nếu gặp phải cao đẳng hôi tiên sẽ không dễ đối phó như vừa rồi. Hàn lập suy tính một phen, nói ra. hai người nói xong phá giải trận pháp bạch thạch kia rồi phá hủy nó sau đó bọn hắn lại tìm kiếm trong sơn cốc một hồi kết quả lại phát hiện một chuyện làm người phải bó tay động phủ lúc trước di la lão tổ bế quan đã sớm bị trận chiến kinh thiên động địa năm đó biến thành bột mịn không tồn tại nữa rơi vào đường cùng hai người đành phải ly khai nơi này dựa vào trí nhớ nhiệt hỏa tiên tôn đi về hướng chân môn cung tìm kiếm ngay lúc hai người hàn lập tao ngộ sinh vật hôi giới tập kích chỗ sơn cốc nơi đám người thạch xuyên không giao chiến cùng triệu chân Lục Mô Lương đã trở thành một mảnh hỗn độn, hai ngọn núi chỗ cửa vào sơn cốc đều sụp xuống, quảng trường trong sơn cốc xuất hiện từng hố sâu cực lớn, khói đen cuồn cuộn. Một chỗ bằng phẳng trên mặt đất trong sơn cốc đứng đấy hai bóng người, đúng là Thạch Xuyên không cùng Phong Lâm. Sắc mặt hai người đều tái nhợt, quần áo trên người bị tổn hại, bị thương không nhẹ, nhất là Phong Lâm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tấm vải mỏng trên mặt cũng không thể nào che lại được. Bên cạnh hai người nằm ba bộ thi thể bị tàn phá, trong đó hai cỗ thi thể đúng là triệu chân cùng lục ngô lương. Hai người đều đầu thân chia liệt, miệng vết thương bóng loáng vô cùng, không biết bị thần thông gì chẳng cắt đôi ra. Cỗ thi thể cuối cùng chính là tử tình, toàn thân có màu tím sậm quỷ dị, làn da thỉnh thoảng nổ vỡ ra, phát ra thanh âm phốc phốc rất nhỏ, máu tím đen văng khắp nơi. Từng giọt máu đen nhỏ rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tê tê, e e đơn giản ăn mòn mặt đất phụ cận thành từng lỗ nhỏ phía trên không thi thể đang lơ lửng một tiểu nhân màu tím đúng là nguyên anh tử tình nhìn thân thể của mình biến thành dạng này trên khuôn mặt nhỏ nguyên anh lộ ra vẻ phẫn hận không thể tưởng được triệu chân lại hiểu được thượng cổ độc thuật cưu la thiên độc tử tình nhục thể của ngươi xem ra không được tốt rồi phong lâm nói ra trong lời nói mơ hồ chứa một tia hả hê nguyên anh tử tình nghe vậy giận dữ trên khuôn mặt nhỏ đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn hung dữ nhìn qua phong lâm thân thể hủy cũng không sao lần này có thể giết hai người bọn họ, tử tình ngươi đã lập nhiều đại công, sau này phản hồi ma vực, ta sẽ tìm kiếm cho ngươi một cỗ thân thể thích hợp đoạt xá, hơn nữa thỉnh phụ thân đại nhân cho phép ngươi tiến vào ma nguyên thánh chỉ tu luyện, không tới vạn năm, ngươi có thể khôi phục thực lực lúc toàn thịnh, không chừng lại có thể tiến thêm một bước đấy. Thạch xuyên không bất động thanh sắc tiến lên trước một bước, ngăn giữa hai người, nói ra. Đa tạ thiếu chủ, tử tình đổi giận thành vui, một đôi bàn tay nhỏ bé vội ôm quyền nói ra. Phong Lâm nghe vậy, trong mắt chấp lên, bây giờ ngươi chỉ còn nguyên anh, chuyện kế tiếp cũng không nên tham dự vào nữa, hảo hảo ở trong hóa ma hồ lô nghỉ ngơi một chút đi. Thạch xuyên lật tay lấy ra một cái hồ lô màu đen, một tay bấm quyết. Một cỗ hắc quang từ trong hồ lô bắn ra, bao trùm nguyên anh tử tình lại. Vèo một tiếng, hắc quang bay vụt về, chui vào trong hồ lô. Phong lâm, lần này ngươi cũng xuất lực không nhỏ, sau này phản hồi ma vực cũng sẽ được ban thưởng. Thạch xuyên không lật tay thu hồ lô vào, nói với phong lâm. Đa tả thiếu chủ, trên mặt Phong Lâm hiện ra nét vui vẻ, gật đầu nói Chúng ta dây dưa cùng hai người này hồi lâu, đã làm chế nãi rất nhiều thời gian Mau quét dọn chiến trường này đi, rồi chúng ta tiếp tục đi tiếp Thạch Xuyên không thở dài một cái, nói như thế Phong Lâm đáp ứng một tiếng, bay về hướng Sơn Cốc Thạch Xuyên không lại đến bên cạnh thi thể hai người triệu chân Nhìn xem hai cỗ thi thể này, ánh mắt chấp động, không biết đang suy nghĩ cái gì Vào thời khắc này, một màn quỷ dị xảy ra hư không bên ngoài sơn cốc run lên, đột nhiên xuất hiện hôi quang quỷ dị chấp động, tiếp đó một khe hở màu xám hết sức nhỏ đột nhiên xuất hiện, vô số sương mù màu xám từ trong chen trúc ra, trong nháy mắt nhuộm cả nửa bầu trời phụ cận thành một mảnh tối tăm mờ mịt, rồi lại tiếp tục khuếch tán ra, nhanh chóng bao phủ cả sơn cốc. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, tay bấm pháp quyết vung lên. Một vòng tròn tản mát ra vạn đạo hào quang màu tím bắn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu gã, từng đạo hào quang màu tím từ trên vòng tròn màu tím rủ xuống, bảo vệ toàn thân thạch xuyên không. Phong lâm hiển nhiên cũng phát hiện có chỗ không đúng, thân hình lập tức bay vụt về, rơi vào bên cạnh thạch xuyên không, quanh người chấp động tử mang, hiện ra một đại kỳ màu tím, bảo vệ toàn thân nàng. Phụ cận xương mù sám cuồn cuộn, nhanh chóng trở nên nồng đậm, bên trong truyền ra trận trận quái âm ô ô, giống như tiếng gào khóc thảm thiết, hơn nữa sâu trong xương mù sám mơ hồ hiện ra từng tia chớp mảnh khảnh màu xám liên tục toát ra, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Thiếu chủ, sương mù màu xám này chính là thứ ngày đó cắn nuốt tỉnh lão, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thần tình phong lâm cực kỳ ngưng trọng nói với Thạch Xuyên không. Đi, Thạch Xuyên không nghe vậy, không chút do so dự vung tay lên, một đoàn ánh sáng tím bao phủ thân thể hai người phi độn về hướng xa. Cơ hồ cùng lúc đó, những sương mù xám kia bắt đầu cuồn cuộn, một tia chớp màu xám to trừng vạc nước từ giữa sương mù màu xám bắn ra như điện, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn trượng, lấy một tốc độ bất khả tư nghị đánh lên hào quang màu tím phanh một tiếng, ánh sáng tím bạo liệt ra, thân thể Thạch Xuyên không cùng Phong Lâm từ không trung bị đánh rơi nện xuống mặt đất. Phong Lâm tựa hồ bị tia chớp màu xám đánh trúng, trong miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả tấm vải mỏng trên mặt, sau đó hai mắt nhắm lại, rơi vào hôn mê. Phong Lâm, thân hình Thạch Xuyên không nhoáng một cái liền ổn định lại, chứng kiến Phong Lâm hôn mê, vội vàng đưa tay phát ra một cỗ ánh sáng tím, nâng thân thể Phong Lâm lên, đang muốn thi pháp cứu chữa một chút. Vào thời khắc này, bốn đạo bóng xám từ trong xương mù màu xám bắn ra như điện, đánh tới Thạch Xuyên không cùng phong lâm. Những người này mặc áo xám, người dẫn đầu có thân thể nhỏ gầy, đầu đội mũ trùm, dưới mũ thình lình không phải thân thể, mà là một cỗ khô lâu màu xám trắng, giữa hốc mắt nhúc nhích hai luồng hỏa diễm trắng xanh. Ba người khác thì có thân thể bình thường, một người mặc áo giáp xám, là một nam tử thanh niên, tay cầm một cây chiến thương thập tự màu tím, một đầu tóc dài màu bạc phiêu giật, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trên mặt tràn đầy khí khái hào hùng, chỉ là hai mắt tối tăm mở mịt khiến cho thần thái hơi giảm xuống. Còn có một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cao gầy, mặc trường bào rộng thùng thình cũng không che giấu được thân thể gợi cảm của nàng. Mặc dù đang phi độn nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc sang thanh niên áo xám bên cạnh. Người cuối cùng là một hôi bào lão giả, tóc xám trắng, khuôn mặt xấu xí, nhìn thập phần già nua, trong ánh mắt tối tăm mở mịt lóe ra lãnh mang nhẹ nhẹ. Đằng sau bốn người cuồn cuộn xương mù màu xám, tất cả yêu thú màu xám từ trong đó nhảy ra, sư, hổ, sói, viên đều có, hình thể đều to lớn vô cùng, theo sát sau lưng bốn người đánh tới hai người thạch xuyên không. Hồi tiên, thạch xuyên không chứng kiến bốn người kia, với kiến thức rộng rãi gã nhìn qua liền nhận ra lai lịch bốn người, trong miệng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, đồng tử gã co rụt lại, mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, vung tay lên, lòng bàn tay bắn ra bốn đạo phù lục màu đen, phía trên chấp động từng tia chấp màu đen, tản mát ra dao động lôi điện pháp tắc và ma khí làm người sợ hãi. Âm âm một tiếng, bốn đạo phù lục màu đen đồng thời vỡ vụn, hóa thành bốn tia chớp đen kỳ to cỡ thùng nước, bổ xuống bốn người kia. Chương 683, chân ngôn cung, tốc chiến tốc thắng, bên trong bốn bóng người màu xám, trong mắt người dẫn đầu là hôi sắc khô lâu lóe lên hỏa diễm, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Vừa nói xong, trong tay gã lóe lên hôi quang, nhiều ra một cây thủ trượng màu trắng làm bằng xương, vung lên, một đạo hôi sắc trường hồng bắn ra, quấn lấy thạch xuyên không đang phóng ra bốn tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen tản mát ra lôi điện pháp tắc kinh người vừa đụng phải đạo hôi quang kia, vậy mà giống như tuyết dưới mặt trời, nhanh chóng phiêu tán, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Bất quá đạo hôi sắc trường hồng kia cũng tiêu tán hơn phân nửa. Thạch xuyên không thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh hãi, đưa tay ôm lấy phong lâm, hóa thành một đạo tử quang bỏ chạy về phía xa. Chói, hôi sắc khô lâu khẽ quát một tiếng, pháp trượng trong tay vung lên, tiếp tục bắn ra hôi sắc trường hồng. Ba người khác cũng đồng thời hét lớn một tiếng, hôi giáp thanh niên đâm chiến thương vào hư không một cái, mũi thương bắn ra một đạo hôi quang thô to hình rồng. Trong tay nữ tử trẻ tuổi cũng lóe lên hôi quang, nhiều ra một cây hôi sắc trường tiên, một bóng roi màu xám thô to bắn ra. Trong miệng hôi bào lão giả nói lẩm bẩm vẫn chưa tế ra pháp bảo, chỉ há miệng phun một cái, phun ra một đạo hôi quang thật dài. Chỉ thấy bốn đạo hôi quang nhanh chóng đan vào một chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm lưới lớn màu xám, lóe lên liền đuổi kịp hai người thạch xuyên không. Trên lưới lớn nổi lơ lửng một tầng lửa màu xám như ẩn như hiện, chụp xuống hai người thạch xuyên không nhanh như thiểm điện. Thạch xuyên không biến sắc, há miệng phun ra một đoàn hắc quang, đồng thời bấm niệm pháp quyết một cái. Ông một tiếng thét vang lên, hắc quang hóa thành một thanh đoàn kích màu đen, bắn lên phía trên. Toàn thân đoàn kích này chấp động quang mang đen thấm, phía trước minh khắc một đồ án đầu rồng dữ tợt, tản mát ra một cỗ ma khí kinh thiên chém, sắc mặt gã hiện lên vẻ tàn khốc, cổ tay rung lên. Đoàn kích màu đen lập tức phát ra tiếng réo vang, hắc quang mặt ngoài đại thịnh, mơ hồ một cái hóa thành một thanh cự kích màu đen lớn trăm trượng. Cự kích màu đen tỏa ra vạn đạo hắc quang, nhất là đồ án đầu rồng phía trên càng chấp động không thôi, cơ hồ muốn sống lại, phát ra tiếng vạn long gầm gừ. Cự kích bộc phát ra uy thế kinh thiên, những nơi đi qua hư không bị chém ra một khe hở thật dài, hung hăng chảm lên tấm lưới lớn màu xám. Một tiếng trầm đục vang lên, tấm lưới lớn màu xám chỉ khẽ run lên, liền đỡ được một kích này. Chỉ là xu thế rơi xuống của nó cũng theo đó chậm lại. Cái gì, trong lòng Thạch Xuyên không kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới chuôi ma long kích này tại ma vực có đại danh đỉnh đỉnh, lại không thể nào phá mở được lưới xám đối phương. Vào lúc này, hồi sắc khô lâu vùng pháp trượng lên, bắn ra một ngọn lửa màu xám, chui vào trong tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn màu xám lập tức phát ra thanh âm suy suy, ngọn lửa màu xám phía trên lập tức sáng rực lên, sau đó hóa thành từng ngọn lửa màu xám hết sức nhỏ, quấn quanh cự kích màu đen kia. Hình thể cự kích to lớn màu đen lập tức nhanh chóng phiêu tán thu nhỏ, trong nháy mắt lại hóa thành một thanh đoạn kích màu đen, đồng thời bị từng ngọn lửa màu xám cuốn lấy, không thể động đậy. Ma quang trên đoạn kích cũng nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ bị ăn mòn, đồ án đầu rồng phía trên càng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tấm lưới lớn màu xám hơi run lên, sau đó tiếp tục phủ xuống. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, bỗng nhiên cắn răng bấm niệm thúc dục pháp quyết đoàn kích màu đen đột nhiên tỏa ra hắc quang chói mắt, lập tức ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bạo liệt ra. Một quang đoàn to lớn màu đen trống rỗng nổi lên, sau đó điên cuồng phát ra tứ tán, từng đạo long ảnh màu đen từ đó bay vụt ra, đánh tới bốn phương tám hướng. Hư không vặn vẹo kịch liệt, hiện ra lúc nha lúc nhúc vết nước màu trắng, lúc ẩn lúc hiện, ẩn ẩn có một cỗ không gian phong bạo từ đó thẩm thấu ra, hình thành một cỗ ngân sắc cuồng phong minh mông, xung kích ra chung quanh tàn phá bừa bãi tấm lưới lớn màu xám bị long ảnh màu đen, ngân sắc cuồng phong sông lên, lập tức lại ngừng rơi xuống, sau đó bị chấn bay lên. Đoàn kích màu đen tự bạo tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, không ít long ảnh màu đen, ngân sắc cuồng phong đột phá tấm lưới lớn màu xám, hung hăng xung kích tới bốn tên hôi tiên. Hôi sắc khô lâu liên tục thi triển bí thuật, tựa hồ khí lực đã giảm, hôi quang bên ngoài thân ảm đạm khá nhiều. Hôi giáp thanh niên liền vượt qua đám người, hét lớn một tiếng, từ sắc chiến thương trong tay tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt tách ra ngàn vạn thương ảnh, phảng phất không tước xòe ra, ầm 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 liên tục tiếng trầm lục vang lên, hơn phân nửa sung kích bị thương ảnh đánh nát, xung kích sông đến mặc dù đẩy bốn người lui mấy bước, nhưng cũng không có trở ngại gì. trên mặt Thạch Xuyên không hiện lên một tia không cam lòng, nhưng không dám trần chờ lập tức há miệng phun một cái. một đạo ngân quang bắn ra, thoáng cái bao phủ thân thể hai người, hình thành một đạo ngân sắc tỏa ảnh, run lên huyễn hóa ra hơn trăm đạo hình bóng bay loạn bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bốn người thấy cảnh này, dừng lại, không tiếp tục truy đuổi. Những hôi sắc yêu thú đằng sau mấy người cũng ngừng lại, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. "Người này chạy thật nhanh a." À. hồi Bào lão giả nhíu mày lại, kinh ngạc nói, "Môn thần thông cuối cùng hắn thi triển tựa hồ là không gian pháp tắc, muốn bắt được hắn chỉ sợ không dễ." "Cốt tiên sinh, bây giờ chúng ta làm gì?" Hôi Giáp thanh niên nhìn về phía hôi sắc khô lâu, hỏi. Hôi sắc khô lâu không có trả lời, vùng pháp trượng trong tay, tấm lưới lớn màu xám lập tức phiêu tán ra. Tay gã lật một cái, trong tay nhiều ra một phương bản hôi sắc to bằng chậu rửa mặt, phía trên lơ lửng năm hôi sắc quân bài, trên mỗi quân bài đều có một hư ảnh tiểu nhân. Một quân bài trong đó thình lình vỡ vụn, rơi xuống trên bàn. Cái gì, Phương Tấn đã chết, làm sao có thể, Phương Tấn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng đã có tu vi thái ất trung kỳ, trong tay lại có hai đầu ngân giáp cửa tích, làm sao lại bị đánh giết nữ tử trẻ tuổi khẽ nhếch miệng nhỏ, tựa hồ không thể tin tình cảnh trước mắt, nói. Lần này tiến vào di tích chân ngôn môn đều là nhân vật lợi hại của tiên giới, chẳng phải chúng ta đã đụng cả gia hỏa sử dụng không gian pháp tắc sao. Mặc dù thực lực phương tấn không yếu, nhưng từ trước đến nay luôn tự đại, lần này càng lớn mật muốn hành động một mình, chết cũng đáng đời. Hồi bào lão giả cười lạnh khạc khạc một tiếng, nói. Quỷ thiên, người nói lời này là có ý gì, dù sao phương tấn cũng là đồng bọn chúng ta, Bây giờ hắn bị người giết chết, người ở nơi này lại cười trên nỗi đau của người khác. Nữ tử trẻ tuổi nhướng mày một cái, trách mắng. Hồi Bào lão giả cười hắc hắc quái dị một tiếng, không có mở miệng phản kích, chỉ lườm nữ tử trẻ tuổi một chút, nhất là tới bộ ngực cao ngất của nàng thì dừng lại một chút. Nữ tử trẻ tuổi giận dữ, đang muốn phát tác, được rồi, bây giờ chúng ta đang mang nhiệm vụ bên người, không nên làm chế nải đại sự. Hồi Sắc Khô Lâu mở miệng nhàn nhạt, "Cốt tiên sinh nói phải." Hồi Bào lão giả vội vàng gật đầu nhưng trên mặt vẫn như cũng lưu lại một tia cười quái dị hồi giáp thanh niên khoát tay với nữ tử trẻ tuổi nữ tử trẻ tuổi hít sâu một hơi đè nén lửa giận trong lòng phương tấn vẫn lạc có lẽ pháp trận nơi đó đã bị phá hư cốt tiên sinh bây giờ chúng ta nên làm gì hồi giáp thanh niên tiến lên trước một bước hỏi lần nữa hồi sắc khô lâu hơi trầm ngâm quay người nhìn về phía hậu phương đưa tay phát ra một cỗ hôi quang mấy hơi thở sau hôi quang liền bay vụt về bên trong cuốn theo hai cỗ thi thể, chính là triệu chân cùng lục ngô lương. Khô lâu nhìn hai cỗ thi thể, trong mắt hơi chấp động hỏa diễm, lập tức thu nó vào, sau đó không nói một lời huy động pháp trượng trong tay. ầm ầm hôi sắc xương mù đằng sau đột nhiên chuyển động kịch liệt, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên gấp bội, như sóng giữ cuốn tới phía trước, cuốn những hôi sắc yêu thú kia vào trong đó. Hôi sắc xương mù không ngừng chút nào, tiếp tục lao tới phía trước vùn vụt, lập tức cuốn bốn tên hôi tiên vào trong đó, sau đó bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một đạo sóng giữ hôi sắc liền trời tiếp đất, tiếp tục bay nhanh về phía trước, tựa hồ muốn truy đuổi theo hai người thạch xuyên không. Một chỗ khu vực khác của di tích chân ngôn môn, hai đạo độn quang đang phi độn về phía trước, chính là hàn lập cùng nhiệt hỏa tiên tôn. Phía dưới hai người là một mảnh đầm lầy, khắp nơi phân bố dày đặc từng vũng nước, thỉnh thoảng có trận trận tử sắc xương mù từ trong đầm lầy bay lên, ngược lại giống mấy phần với Nguyễn Yên chiều trạch trong mê trần Nguyễn Yên. Chỉ là xương mù nơi đây là chướng khí bình thường, không có gây ra ảo giác như mê Trần huyễn Yên. Cách không xa phía trước là chân ngôn cung, là nơi lão tổ thường dùng bế quan. Trong khi phi đột, nhiệt hỏa tiên tôn mở miệng nói ra. Nếu là chỗ gì là lão tổ bế quan, cũng có khả năng cất giữ đại ngũ hành huyễn thế quyết. Ánh mắt hàn lập cũng lóe lên, tuy là như thế, nhưng cũng chỉ có khả năng mà thôi. Bất quá bên trong hẳn là cũng có những bảo vật khác, hy vọng không bị hủy bởi chiến hỏa năm đó. Nhiệt hỏa tiên tôn không dám xác định nói hành trình di tích lần này thế lực khắp nơi đều tới, hiện tại ngay cả hôi giới cũng xâm nhập, tình thế càng ngày càng phức tạp. Tốt nhất chúng ta nên tăng tốc một chút, chậm sợ sẽ sinh biến. Hàn lập chậm rãi mở miệng nói, lệ đạo hữu nói phải, chỉ là nơi này nhìn như an toàn, nhưng trong hư không có thể có một ít vết nứt không gian ẩn giấu, nếu tùy tiện tăng tốc tốc độ bay, chỉ sợ phong hiểm không nhỏ. Nhiệt hòa tiên tôn có chút bận tâm nói, không sao, ta thi triển thần thông linh mục, có thể xem thấu những vết nứt không gian ẩn tàng kia. Tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết phung lên, bên ngoài thân lóe lên tử quang, mơ hồ hiện ra từng đường vân tử sắc, tản mát ra từng tia ma khí nồng đậm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy cảnh này, mặt hơi biến sắc một chút. Hàn Lập không để ý đến phản ứng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, bên trong hai mắt đại thịnh tử quang lóe lên, ngưng tụ thành hai đạo tử sắc tinh mang dài hơn một thước. Vô số tử sắc phù văn chấp động trong tử sắc tinh mang, trong hai mắt hắn càng có vô số điểm sáng màu tím chấp động, nhìn huyền diệu vô cùng, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Tốt, chúng ta đi nhanh đi, thanh quang trên thân hàn lập đậm hơn, tốc độ bay tăng nhanh gần nửa. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy hàn lập liên tiếp thi pháp biến hóa, ánh mắt chấp động một trận, độn quang cũng lập tức tăng tốc, theo sát phía sau. Cứ thế hai người phi độn hơn nửa canh giờ, đầm lầy phía dưới liền biến mất không còn tâm tích, tiếp đó xuất hiện một mảnh hải vực bao la. Khí hậu ở hải vực này rét lạnh, thỉnh thoảng có từng mảnh bông tuyết tung bay, mặt biển. Phía dưới cũng ngưng kết ra từng khối băng sơn to lớn màu trắng, chiết xạ ra trận trận bạch quang, nhìn có chút mỹ lệ. Nhiệt hỏa tiên tôn đến hải vực này, lại lấy ra một pháp khí dạng mâm tròn, tựa hồ để phân biệt phương hướng, sau đó bay về một hướng. Hai người lại bay tiếp một lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một hải đảo, rộng chừng hơn vạn dặm Xa xa nhìn lại, trung tâm hải đảo có một tòa sơn phong cự đại màu trắng, hình thể thẳng tắp bén nhọn, Phảng phất một thanh bạch sắc cửa kiếm trực chỉ thương khung. Trên đỉnh núi, tọa lạc một tòa cung điện to lớn, toàn thân trắng như ngọc, tựa hồ dùng một loại băng tinh ngọc thạch màu trắng nào đó kiến tạo thành, thỉnh thoảng có từng đạo hào quang màu trắng từ phía trên tỏa ra, nhìn cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ. Khác với những tòa cung điện bị phá hủy tàn tạ lúc trước, tòa cung điện màu trắng này vậy mà không hư hại chút nào. Trên cửa chính cung điện treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to màu vàng chân môn cung, dưới ánh nắng phát sáng lên nổi bật rạng rỡ.